lẽ là em đi moi đồ người khác. Em còn muốn mở không? Dạ có. Judas tiến đến một cái hộp ở gần đấy và bắt đầu mở ra thì một cái miệng mở ra từ cái hộp và cạp vào tay của Judas. Gặp em bị mất cả cái gì vậy? Hôm nay chúng ta dẫn newbie đi trộm đá quý ở bảo tàng. Nhất nó lên và cầm chạy. Nhất nó lên và thay nó bằng một cái gì đấy. Nó có thể nó sẽ kêu báo đạo. Nhất lên và thay một cái gì đấy giống như cháu Indiana Jones. Ai có hòn đá giả và ai thế vào? Ai muốn Indiana Jones? Domina spell slide of hand là cộng 5 đấy. Đặt đi, đặt đi để tôi lấy cái đá. Đặt đi. Ok, rồi. Viên thật vừa lấy ra, mọi người có thấy cái bệ để nó có hơi nhích lên một tí. Cảm ơn các hội viên như tôi và các patron đã ủng hộ Thiện trong quá trình xây dựng một cộng đồng D&D Việt Nam phát triển và lành mạnh, đặc biệt là những người được hiện tên trên màn hình. Nhớ các bạn mà video này mới có nhạc nền bản quyền hoành tráng đó. Nên một cái buổi hôm nay mình sẽ chơi ít combat mà sẽ không tuyến tính, là mọi người tìm cách xử lý tình huống. Tại vì đây là một cái game đi ăn trộm và nó giống như mấy cái heist movie ấy. Tất nhiên là tùy cách mọi người xử lý, nhưng mà thường nếu bị phát hiện là gần như vụ trộm khó thành công. Khi mà vào cái bàn chơi này thì Thiện muốn nói lên những cái etiquette, những cái phép lịch sự khi mà chơi một game. Khi chơi một game D&D, cái quan trọng nhất vẫn là những cái người chơi ngoài đời ngồi chơi với nhau. Nhân vật mình chơi có thể không phải là người tốt, không phải là người lương thiện, không phải người lịch sự, nhưng khi chơi những nhân vật thế thì vẫn nên để ý những cái người chơi xung quanh mình xem là họ có ok với việc đấy hay không. Tại vì mình có thể vui vẻ nhưng mà đừng nên chà đạp lên cái vui của người khác. Đấy là một cái phương châm mà Thiện luôn cố gắng để truyền đạt khi mà có những người mới vào chơi vào cái tựa game nhập vai này. Và mỗi buổi chơi thường nên hỏi mọi người là có ai có thấy vấn đề gì không, cảm thấy thế nào buổi chơi. Đấy là những cái phép lịch sự chung. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vào cái game này. Đầu tiên giới thiệu nhân vật trước đi. Arthur, vì hãy giới thiệu nhân vật của mình. Vật về sơ qua về Arthur. Arthur là một chàng trai với half elf với ngoại hình 1m8, ăn mặc thì bảnh bao, rất là thương nhân bởi vì cậu ta là một thương nhân. Về tính cách, do là một thương nhân nên cậu ta có khả năng giao tiếp rất tốt, như là khá là hòa đồng trong với mọi thứ. Còn về phong cách chiến đấu thì cậu ta sẽ sẵn sàng hòa một tấm khiên vững chãi cho những người đồng đội của mình, là một con người năng xả. Giới thiệu của em xưa xưa nữa cậu. Ok, Philomena, chung hãy giới thiệu nhân vật mình. Thì Philomena là một cô gái halfling nhỏ thó bé tí tẩm. Nếu mà một người là chưa đến một mét đâu, chưa đến một mét đâu, thì Philomena có một mái dài màu nâu, đôi mắt rẻ thỏ đâu đấy. Mái tóc thì có những bết, nói chung là nó là bết bát bởi vì cô bé này là cái đứa sống ở trong phủ chuột từ nhỏ. Thì mọi người có nhớ trong cái phim Aladdin nhá, Aladdin nhé, thì có cái cảnh mà Aladdin nó đu dây rồi nó trèo tường rồi nó xuống nó ăn một cái bánh mì xong nó không đành ăn, không đành ăn mà nó chia cho hai đứa nhỏ đấy. Thì Philomena không phải là Aladdin, không biết đua, không biết đu dây đu trèo, nó cũng không phải là cái đứa nhỏ lớn, mà nó là cái đứa nhỏ có nhỏ đứa bé nhỏ tím, đứa em gái mà nhỏ kia đang bảo vệ đấy. Đấy, một đứa nó là được bảo bọc từ nhỏ, không phải bọc mà giống như kiểu nó là một cái bông hoa mà cả cái khu ổ chuột đấy trân trọng. Thì bây giờ đến lúc mà nó đến tuổi trưởng thành, nó đi mãi mãi ở trên đường theo một cái đoàn thi sĩ, thì nó khi mà nó trưởng thành rồi không còn được ai bảo bọc nữa, mà không muốn được ai bảo bọc, thì nó muốn là tự kiếm được cái tiếng tăm cho mình, tự khẳng định bản thân mình. Phong cách chiến đấu thì dĩ nhiên là một bát, thì Philomena sẽ đứng ở sau và cũng là một halfling nữa, nên là nó sẽ sẵn sàng nó lẩn khuất ở sau, nó dùng cái lời thơ, những cái đàn lút của mình, đàn lút của mình lệ mọi người, cũng như cầm phiến đá để sẵn sàng bắn thẳng vào đầu của những kẻ mà đã định làm hại đồng đội. Thế thôi. Ok. Cảm ơn Trung đã giới thiệu nhân vật. Ta có nhân vật Hazel của Jojo. À, khi chơi game thì mọi người cũng thể, nếu có thể thì mọi người bật cam lên, có gì mình nhìn mặt nhau, roleplay nhập vai cho tiện. Tại vì bình thường nếu mà mình chơi offline là mình có thể nhìn được những cái non-verbal communication, ai chuẩn bị nói, ai không định nói chuyện hay thế nào. Nó dễ hơn khi mà roleplay và nhìn nhìn nhau để nhập vai, nó cũng cuốn hơn. Đây là nếu mọi người thấy thoải mái. Đâu thì Jojo,
em có thể giới thiệu nhân vật Hazel vậy? Hazel là có thể nói là một cô tiểu thư nhà giàu, nhưng mà gọi là bởi vì bị gò bó trong cái gọi là môi trường quý tộc quá, nên là cô đã bỏ nhà ra đi và trở thành một cái lãng du, thích khám phá mọi nơi và không bị thích một gò bó, gọi là gò bó vào một nơi nào đó. Đôi khi cô sẽ có những câu nói hoặc là những câu hỏi nó khá là vô tri, ngẫu nhiên ấy. Còn về phong cách chiến đấu thì em không biết, chắc để chơi rồi biết, chứ cái này em không. Ok, thường thì Ranger sẽ là một cung thủ và phong cách chiến đấu của họ thì hay là bắn ở tầm xa, thì nôm na sẽ là như vậy. Nhưng mà cái phong cách chiến đấu của riêng nhân vật này, của riêng em thì có thể tự develop trong khi chơi. Tiếp đến chúng ta có nhân vật Reina của Hải. Hải là Akira đúng không nhỉ? Không phải, Hải là ai đây? Hải là Neko à? Mọi người như thế á, trong đây là một F, một trong những tộc nhánh của F là Palik F. Reina cao từ khoảng từ 1m65 đến 1m70. Mọi người, điểm đặc điểm của Reina là một Reina có một bộ tóc màu trắng, đôi mắt màu xanh và một làn da cực kỳ xám trắng, có thể nói là cực kỳ nhạt màu. Thì Reina là một con người hiền lành, tính cách rất dịu dàng. Đặc điểm của một trong những vấn đề, những cái chính của Reina là Reina là một trong những tín đồ cực kỳ thành kính của Serenin, thì Demon Weaver là một trong những người, những vị thần đã cứu giúp tộc của cô. Reina bình thường sẽ mang bộ áo quần vải cực nhìn cực kỳ thô sơ và mang trên mình một cây gậy dài để chứng nhận cho chức của cô là mừng. Có thế đây. Ok, cảm ơn Nico. Và cuối cùng chúng ta có nhân vật Judas của Akira. Chào, chung thì Judas là bò hổn, bất dạy, thì chung là khá là ngoài lạnh trong nóng á. Cái kiến đáo của em là kiểu ăn cướp hay gì đó, thì kiểu sẽ đứng ngoài thôi. Kiểu như em vào trong bát lắm mà em sẽ đứng ngoài công kích mọi thứ, hoặc là em sẽ làm bò mẫu cho team. Kiểu nếu như sau này có điều kiện thì em muốn học thêm một vài thứ nhà nấu ăn hay là gì đó. Team 17 nè, cảm ơn. Ok, cảm ơn Akira đã giới thiệu. Để cho cái one shot này được diễn ra nó suôn sẻ thì mình sẽ để cho là cả 5 nhân vật này đã cùng đi trên đường mạo hiểm cùng nhau được một thời gian rồi và có một cái sự tin tưởng nhất định với nhau. Có thể mỗi người thì có một cái lý do riêng. Hunter thì muốn làm một cái thương nhân và đi để tìm các mối quan hệ buôn bán. Còn một vài người khác như Philomena, Hazel là những người du mục đi đây đi đó để kiếm sống. Reina và Judas thì cũng như vậy, cùng hội cùng thuyền. Có nhân vật nào nghĩ là mình sẽ là một người tìm hiểu về các cái cổ vật và có một cái gì đấy liên quan đến lịch sử hoặc là học vấn không? Bây giờ trốn nhà bỏ nhà ra đi như mọi người đi, chắc là không. Ok. Nên thì bác học nhưng là về tôn giáo chứ không phải là về... Ok. Có vừa ai vừa nói có đấy nhỉ? Dạ, là em. Kiểu nói chung thì em là một người khá là thích, nói chung là kiểu bị nghiện kiến thức ấy. Nói chung là em sẽ học được mọi thứ một cách có thể. Kiểu nói chuyện vì cho team hoặc là vì bản thân. Nói chung là gì em học. Ok. Vậy thì thiện sẽ cho là có một người bạn của cả Outer và Judas là một tiến sĩ, giáo sư về đồ cổ ở một ngôi trường trong một cái thành phố nhỏ. Hôm nay thì cô tiến sĩ này đã khẩn thiết nhờ mọi người cùng những người bạn mạo hiểm giả của mình đến gặp ở trong quán rượu ở cái thành phố nhỏ này. Mọi người vừa bước vào quán rượu tên là Sage Quill, ngòi bút học giả. Những cái ánh sáng dịu nhẹ của buổi sớm làm nổi lên các cái đồ nội thất gỗ và các cái tấm thảm sang trọng trong cái quán rượu này. Một vài cái người khách đến nhâm nhi với ít trà buổi sáng đang nói chuyện nhỏ nhẹ. Outer và Judas sớm nhận ra rằng có một người đội mũ chùm đầu màu tím đang ở trong một góc. Và mọi người có thể nhận ra cái bóng dáng này. Đây là cái cô tiến sĩ đã nhờ mọi người đến hay rất khẩn cấp. Khi mọi người tiến đến, cô ấy cũng nhận ra và ngẩng lên. Cảm ơn mọi người đã đến thật là nhanh chóng. Mọi người đi đường có vất vả không? Cô ấy chỉ xuống cho mọi người ngồi xuống các cái ghế ở cạnh. Trong những lúc này, mọi người hoàn toàn có thể tương tác với thế giới, tương tác với những NPC. Thường thì sau khi mỗi một đoạn mà có thể một người tương tác, thiện sẽ dừng lại một tẹo. Nếu mà có người tương tác thì thiện sẽ phản hồi, còn nếu không ai tương tác thì thiện sẽ tiếp tục. Cô ấy đang mời mọi người là ngồi xuống. Nhưng mà Judas và Arthur thì có nhận thấy một cái sự thẳng thốt và nguy kịch trên gương mặt cô ấy không giấu được.
Rena sẽ ngồi xuống và cố gắng khiến cho cô gái có thể bình tĩnh lại và nói: xin cô hãy bình tĩnh, có chuyện gì hãy uống một ly nước và từ từ rồi sẽ nói. Philomena chạy lại chỗ cô hoặc là anh chủ quầy. Anh chủ quầy à, không biết là anh có ở đây có sữa dê hoặc là nước lọc không, cho có thể cho tôi uống một. Tất nhiên rồi, một cốc hả, có ngay đây. Cô ấy sẽ tiến về cái những cái chỗ nước hoa quả ở trong phòng trong và bắt đầu lách cách. Lúc khi mà cậu ấy bước ra mang trên mình một cái cốc sữa dê nhưng mà đựng trong một cái cốc đựng ale rất là to. Cô bé à, ở đây chúng tôi chỉ có cốc to thế này thôi. Đây, mời cô. Cách có thể để xuống dưới quầy chúng tôi chứ được không? Đây, xin thử lỗi. Đây, của cô sẽ là 2 bạc nhé. Thưa đi từ đằng sau ra. Cảm ơn anh Doctor, nhưng mà tôi có rồi. Philomena cầm cốc đấy lạch đưa cho cái cô nhà phố học. Đây này, cô uống xíu đi. Cảm ơn cô. Cô ấy cầm cả hai tay và bắt đầu nhâm nhi nó. Cảm ơn mọi người đã đến đây. Thật ra là có chuyện như thế này. Vài tuần trước thì tôi đã tham dự một cái vụ khai quật ở gần đây và đã khai quật được lên một cái viên đá nhỏ rất kỳ lạ. Nó có màu xanh lục nhạt. Thì tôi sẽ cho mọi người nhiều thông tin hơn. Nhưng mà cái điểm mấu chốt đó là nó thực ra ấy, tôi đã nghiên cứu và nó hoàn toàn không phải là một viên đá bình thường. Nó là một cái quả trứng của một cái Eldritch, một cái con ngoài hành tinh nào đấy. Thế nữa, theo nghiên cứu của tôi ấy, quả trứng đây nó sẽ nở vào trong tối nay. Nhưng mà vấn đề là không có ai, chẳng có ai chịu nghe tôi cả. Các cái trường đại học cũng phớt lờ tôi. Cả cái bảo tàng mà họ đang định trưng bày cái quả trứng đấy, chuẩn bị để có mai trưng bày rồi. Bây giờ quả trứng thì đang ở trong bảo tàng. Lúc mà tôi định vào để tôi lấy quả trứng ra thì lính canh ở trong bảo tàng họ bắt được tôi. Trường bây giờ đang có vấn đề lằng nhằng về danh tiếng của tôi nữa. Nhưng cái đấy không quan trọng. Vấn đề là quả trứng đấy nó sẽ nở vào tối nay ấy. Và tôi nghĩ là nó sẽ là một cái kinh hoàng cho cả cái bảo tàng và cả cái thị trấn nhỏ này. Mọi người hiểu không nhỉ? Yeah. Rena nói chuyện với cô gái. Chúng ta phải chạy. Thiện nhân một tẹo nhá. Ở trên Discord thì tại vì là chỉ có một kênh để nói chuyện thôi nên mọi người nên là chờ nhau nói một tí. Okay. Rena muốn là an ủi cho cô gái và khiến các cô bình tĩnh lại và hỏi là nếu như cô đã nghiên cứu nó kỹ như vậy thì tại sao không đưa ra các bằng chứng mà cô đã có đối với các giáo sư. Mọi người đều là các bậc nghiên cứu mà họ khả năng bọn họ cũng sẽ lắng nghe cô nếu như cô nói rõ với bọn họ sao lại như vậy. Tại vì cái chuyên ngành nghiên cứu của tôi nghiên cứu những thứ khá lạ, những thứ liên quan đến occult tiếng Việt là cái gì ấy nhỉ, huyền bí, mystical, supernatural, những thứ kiểu gần như là ngoài hành tinh. Cô ấy tiếp tục nói những cái thứ tôi nghiên cứu nó làm cái chủ đề vẫn là rất mới mẻ trong trường, nên là khi tôi nói với các thế tiến sĩ khác trong ngành thì họ đều nghĩ rằng là tôi đang lo quá, thái quá lên. Với cả có vẻ như là người ở trong cái bảo tàng họ đã trả giá rất cao để có được cái quả trứng đấy, nên là cả cái trưởng thị trấn cũng phải phớt lờ những chuyện này đi. Cái quả trứng đấy, tại vì nó nửa tối nay rồi, nếu mà mọi người có thể giúp, chúng ta phải đánh cắp cái quả trứng đấy, mang nó về tôi để có thể là hóa giải cái sự kinh hoàng này. Vậy cô tính hóa giải nó như thế nào? Trong lúc đang chờ nói chuyện thì Rena nhìn chằm chằm vào cô gái và biết xem cô ấy có nói dối hay không. Okay. Khi mà nhìn vào cô gái này thì Rena có thể nhận thấy là cái vẻ mặt của cô ấy là đang rất hoảng sợ và nói nhanh, nói vấp. Có vẻ như là cô ấy đang lo lắng về vấn đề này, thở đề này. Hazel hỏi cái cô giáo sư rằng là cô muốn tất cả bọn tôi tối nay là lẻn vào viện bảo tàng để lấy cái quả trứng đó ra. Cô đã có cái cách nào đó gọi là một cái kế hoạch nào đó cho cái công cuộc lấy cái quả trứng này ra chưa, hay là cô muốn tất cả bọn tôi phải suy nghĩ về cái kế hoạch đó? Trước khi câu hỏi đấy thì cô ấy sẽ trả lời câu hỏi của ai đang nói về là cô làm thế nào để hóa giải nó nhá. Nãy Thiện nhớ là có ai đấy hỏi đúng không? Em có. Ừ. Thì để trả lời câu trước đấy là cô ấy bảo tôi có đọc trong những cái quyển sách nói về vấn đề này từ rất cổ xưa. Tôi khi đã chế tạo ra được một cái hộp bằng kim thạch mà khi mà để quả trứng này vào thì có thể làm nó vô hiệu hóa và không tiếp tục nở nữa. Nhưng mà vấn đề là khi mà đặt quả trứng vào rồi thì tôi vẫn phải hàn gắn cái nắp hộp và cái thân hộp
gộp lại, nên là mọi người vẫn phải mang nó về cho tôi. Vậy cho... có câu hỏi của Jojo, câu hỏi của Hazel là cái kế hoạch là gì. Cô này nói rằng cái đấy tôi cũng có nghĩ một chút rồi, tối nay định cho một số vị khách đặc biệt để vào xem quả trứng này, chiêm ngưỡng trước. Cái tiệc, buổi tiệc gala này sẽ xảy ra vào lúc 6 giờ tối nay. Tôi cũng có được vài cái vé cho cái buổi này, đủ để cho mọi người vào luôn. Mà 4, đúng rồi, 5 người, đủ rồi. Cái việc mà để lấy thì tôi nghĩ là phải để sau lúc bảo tàng đóng cửa. Tại vì trong cái lúc mà cái buổi gala diễn ra thì cũng vẫn còn rất đông người. Nhưng mà cũng tùy mọi người, mọi người là những mạo hiểm giả có thể là biết nhiều hơn tôi. Cô ấy ăn chợt nhớ ra được giấy, lấy từ trong cái cặp sách của cô ấy, lục loại một lúc và đưa ra một cái tờ giấy. Trên đấy có các nét vẽ, vẽ là cái bản đồ tôi nhớ được ở trong bảo tàng trông như thế nào từ những lần mà tôi tham quan bảo tàng trước đó. Đó, bảo tàng này có 2 tầng và cái hòn đá tên là Mermaid Stone thì ở tầng 2. Trong này sẽ có một đội bảo vệ khoảng 12 người. Thông tin về cái đội bảo vệ này, cái người thư ký nắm giữ, cô ấy có viết một cái số hỏi chấm ở bên phải của tầng 1, có vẻ là văn phòng. Và cô ấy cũng có nghĩ rằng là trong bảo tàng buổi đêm, nếu mà khi không còn khách nữa, là sẽ có những cái chuông báo trộm bằng ma thoáng mắt. Mọi người có ai hỏi câu hỏi gì nữa không? Hay sợ hỏi là bọn tôi có phải hóa trang thành cái người đã đi vào trong đó hay không, là cứ đi vô những khách quan. Mọi người chỉ cần nghĩ là tại vì nãy là cái là nghĩ là nó là những người đặc biệt á, thì ý là có cần phải trang trọng một tí. Đúng rồi, mọi người sẽ phải mặc những đồ trang trọng và lịch sự tao nhã để buổi tối nay đến với bảo đến bữa tiệc gala lúc 6 giờ đến bữa tiệc gala của bảo tàng. Tôi cũng có chuẩn bị một số các loại trang phục ở đây, mọi người thử xem có vừa không. Nhưng mà nếu mà mọi người tự muốn dùng trang phục của mình thì có thể ra ngoài mua, còn chỉ cần có vé và mặc trang phục đẹp là mọi người được vào. Kiểu trong khoảng là cái bảo tàng này chắc chắn là ngoài cái main part là cái đinh đá đó thì còn những vật phẩm có giá trị, được giá trị hơn. Đúng rồi, có những cái cổ vật khác về những cái loài động vật cổ xưa, những cái nền văn hóa cổ xưa, có rất nhiều thứ. Nhưng mà mọi người vẫn nhớ là Eyes on the Prize, phải hoàn thành nhiệm vụ trước nhá. Chắc chắn rồi, chắc chắn tôi đảm bảo với quý cô điều đấy. Được rồi, vậy quý cô còn giao gì căn dặn không? Bắt đầu nghĩ đến giá đồ cổ ở chợ đen. đang nhìn và hơi nheo mắt thì biết rằng là tôi không ủng hộ việc lấy trộm các đồ khác ngoài bảo tàng đúng nhá. Đây là việc cực kỳ quan trọng, nó liên quan đến sự an nguy của cái thành phố của chúng tôi. Tôi biết đâu đấy, quý cô cứ yên tâm, và tôi chỉ là một chuyên nhân bình thường mà thôi. Na hỏi lại gần vợ, nhìn bản đồ và hỏi có biết là có những đều có những căn bệ gì ở căn phòng chứa cái viên đá đó không, và nếu như sau khi chúng tôi lấy được nó thì chúng tôi nên thoát ra bằng đường nào? Những cái cạm bẫy ở trong đấy thì tôi cũng không rõ. Tôi chỉ biết được rằng là trong đấy chắc chắn là có những cái chuông báo động ở một số chỗ bằng ma thuật, không nhìn thấy đâu. Nhưng mà mọi người cứ tìm hiểu những cái người bảo vệ trong đấy ấy. Có vẻ là những người bảo vệ trong đấy thì đi lại rất là bình thường, không vấn đề gì. Và thường nếu mà mọi người lẩn vào được các cái văn phòng của bảo tàng thì có thể cũng có thêm thông tin gì đó. Tôi xin lỗi nhưng mà tôi thất lễ quá. Nãy giờ nói chuyện mà chúng tôi cũng tôi thì chưa biết tên cô. Xin giới thiệu, tôi là Lumina. Tên cô là gì? Phải rồi, lỗi tôi. Tại tôi đã quá lo lắng về việc này. Tôi là tiến sĩ Darnell. Rất vui được gặp cô. Vậy thì cô nói là cô có những cái tấm vé này của khách mời, thì không biết là ngoài cái đó thì có thể cho chúng tôi một cái, nghĩa là cho tôi một cái vị trí nào đấy mà nó tiện hơn để tiến hành cái vụ lấy lại đồ vật này không? Bởi vì tôi là một thi sĩ và dĩ nhiên là việc nào cũng cần có thi sĩ đúng không, để giải trí. Cái này thì tôi không có quá nhiều quyền hạn trong bảo tàng, tôi cũng chưa bao giờ làm trong bảo tàng, chỉ biết được rằng là tối nay có buổi gala vậy thôi. Không biết là mục đích của buổi gala này là gì? Buổi gala này là để cho những vị khách đặc biệt, những người nhà giàu có thể được chiêm ngưỡng cái hòn đá này trước khi nó chính thức được ra mắt ngày mai, kiểu những người bạn mà đã donate cho bảo tàng, ủng hộ bảo tàng.
cái viên đá đó là bọn tôi có cái dụng cụ gì đó để lấy nó không, hay là kiểu như cứ đưa tay xong cầm nó xong đi ra, cái kiểu là có phải có cái dụng cụ đặc biệt ở đó để nắm nó không, hay là giống như là cứ được đụng nó vô, hay là không phải đụng tại vì nó là ma thuật đúng không, thì nó sẽ có một cái gì đó. Nói với cô, xin cô hãy ngồi yên đây, chúng tôi cần nói chuyện với nhau một chút. Reina bắt đầu kéo mọi người trong team qua một bàn khác và bàn về cái buổi xâm nhập này. Reina bắt đầu nói chuyện với mọi người. Không biết mọi người đã nhìn qua bản đồ kỹ chưa? Theo mọi người nghĩ chúng ta nên làm gì? Theo mọi người bản đồ. Nghĩ tới chuyện mái nhà xuống. Xin lỗi. Lúc nãy mọi người nói chuyện gì? Tôi vừa mới nghe thấy chữ là được mời đến gala thì tôi bắt đầu suy nghĩ là tóc mình bết quá, người mình mừng quá nên tôi không để ý bản đồ nào vậy. Ok thì bây giờ mọi người hãy nhìn bản đồ đi, chúng ta sẽ bàn về lại về những gì chúng ta hiện có thể xem ngang không. Ok để cho cái mục đích thời lượng chơi cái one shot này, cái việc cô này nói thật không với tư cách là quản trò và để cho cái game này nó trôi chảy và đến cái phần hay, cái phần chính của game này, mọi người sẽ có thể kiểm tra và thấy cô này hoàn toàn nói thật. Cái việc mà vào cướp thoát toàn bộ là việc mọi người, cô ấy đã giúp tất cả những gì có thể. Và chúng ta sẽ thay vì để cái cảnh ở trong quán rượu này, bàn, thì chúng ta sẽ camera time skip đến tối, tất cả mọi người mặc đồ rất xịn, bước slow-mo đi vào cái bảo tàng. Trong bảo tàng mọi người vẫn có thể bàn kế hoạch và vừa xem trong bảo tàng có gì. Em cấp tiền được không? Để mất quá gì? Nếu mà Thiện bất chợt nhớ ra là cô này còn thông tin nào nữa, chúng ta sẽ chơi phong cách rất phim heist là flashback. Nhớ cô ấy có nói thêm chi tiết gì. Tất cả mọi thứ là kế hoạch ngay từ đầu. Tất cả mọi người lăn cho Thiện một cái một cái perception và một cái investigation. Tất cả mọi người lăn trước để cho cái lúc mà Thiện miêu tả đỡ bị ngắt quãng. Cái perception và cái investigation này sẽ thể hiện cho cái việc mọi người nhìn ngắm xung quanh bảo tàng trong cả cái quá trình theo dõi luôn. Thường trên roll 20 nó sẽ default là lăn hai cái để cho trường hợp có advantage hoặc disadvantage, có lợi thế hoặc bất lợi thế. Mình sẽ lấy cái bên trái, nếu mà không có mình sẽ quyết với nhau lấy cái bên trái. Và giới thiệu với mọi người, đây là một khi mà lăn nan một là lăn được số 1 trên cái xúc sắc 20 mặt thì trên roll 20 nó sẽ hiện đỏ, khi lăn được nan 20 nó sẽ hiện xanh lá cây. Khi mà vừa đến bảo tàng, trong những cái bộ cánh lộng lẫy của mình, mọi người slow mo, Judas và Alter nhận thấy là đây là một tòa nhà bảo tàng có 2 tầng, bên trên có cửa kính skylight và có một nhà kho với cả cái cửa để cho những cái hàng lớn đi vào. Ở ngay trước cái thềm cửa chính có một người cảnh vệ đứng trang nghiêm và soát vé của những người đi vào. Khi mà thấy mọi người đều mặc trang phục đẹp cùng với những chiếc vé gala trên tay thì cô cảnh vệ này cúi chào một cái giọng nghiêm trang. Chào mừng mọi người đến với buổi gala của bảo tàng. Gala của chúng ta tầng 1 mở cửa cho mọi khách thường bình thường, còn tiệc gala để xem cái viên đá mức mai của chúng ta sẽ ở trên tầng 2. Hy vọng mọi người sẽ có một buổi tối vui vẻ. Ngồi cúi chào lịch sự. Vào trong bảo tàng, mọi người thấy một không khí nô nức, những vị khách ăn mặc sang trọng đang đứng hoặc nói chuyện với nhau hoặc là đi ngắm các cái cổ vật trong bảo tàng. Nhìn xung quanh, những người trông như thế này, trông với cái quần áo này là những người bảo vệ, họ đang đứng trang nghiêm. Cái phần bên trái của cái bảo tàng mọi người vừa vào được trồng rất nhiều loại cây cổ. Với khả năng quan sát của mình thì cả Reina, Philomena và Hazel đều nhận thấy rằng ở những cái bức tường này, ở đây và ở đây là một cái tường giả có thể đẩy cửa đi vào. Khi mọi người đẩy cửa đi vào thì sẽ thấy ở trong đấy là một cái lưu trữ các cái đồ dọn vệ sinh. Ở phía bên trong nữa, ở cái khu vực mà tận kịch cùng bên trái là triển lãm các cái culture, các cái nền văn hóa cổ đại. Ở khu vực này có hai người lính, một người đi ở dọc cái hành lang này, một người đi ở dọc cái hành lang bên này. Khu vực ở bên phải các cửa đều đóng, các cửa này đều đóng. Anh ấy dùng perception lên, dùng khả năng kiểu thuyết phục á, có thể thăm dò thông tin từ ba người em mới nói chuyện được. Ok, muốn nói chuyện, đúng không? Dạ, chuyện đấy. Akira đang đứng chỗ nào ấy nhỉ? Em mới đứng ở ba. Có ba. Thì trong cái hội những người nói chuyện này, Judas thấy rằng là có một ông dwarf lùn đang nói chuyện rất vui vẻ với một vài người khác. Có vẻ như cuộc nói chuyện này đang nói đến một cái nghề của ông này
là ông là một cái surgeon, một người bác sĩ chuyên mổ. Ông này thì nói oang oang, có vẻ là rất ưa thích các cái chủ đề về lịch sử và các đá quý. Em muốn tìm hiểu thông tin gì? Hiểu về các loại thông tin về các loại cổ vật, là thông tin về dây chuyền lọc cục đá gì đó. Cậu cũng đến đây vì cái viên đá đó hả? Viên đá đấy được trưng bày ở tầng 2 đó. Cứ trình vẽ ra lên thôi. Tôi cũng đến đây là đang muốn nói chuyện với một vài người bạn về những cái cổ vật gần đây. Có vẻ viên đá được mới được đào lên từ khoảng 3 tuần trước. Ông ấy sẽ nói một hồi dài. Thông tin gì đặc biệt muốn biết, hỏi ông ấy. Em muốn biết về giá trị, về kiểu sức mạnh này. Không biết là cổ vật thì chắc là sẽ có một loại giá trị nhất định, là kiểu thông tin về lịch sử nhà nó, hoặc là mình chọn nó được không, mình nên bán gì. Tao cũng đã nhiều lần nghĩ về việc trộm nó, phải không các anh bạn? Những cái cổ vật ở đây đều thuộc hàng quý hiếm cả. Như ở trên tầng 2 có một cái khu vực là để nhiều các loại đá quý, ở đấy cũng có nhiều màu sắc lắm. Nhưng mà cái đá mới này thì họ để hẳn một riêng cái phòng cơ, ở đấy có hình như là trang biện bàn ăn cái kiểu lắm mà tôi chưa lên. Nếu mà cậu muốn có thể lên ngó. Không tin thì không có ít lắm nhưng mà chắc quên. Nhìn kìa, hình như là cô thư ký chính của bảo tàng cũng đang lên tầng 2 đó. Mọi người, Judas khi mà nhìn theo hướng của ông Dwarf này chỉ thì có thể thấy một người phụ nữ đang đi, một tay cầm một cái gậy, có vẻ như là không cần thiết phải trống lắm nhưng mà giống một cái đồ trang trí tùy thân hơn, đi vừa trống gậy cong cong trên mặt sàn đá, bước dần lên trên tầng. Cô này là biết không, cũng có fine taste, là có những cái sở thích rất là thượng đẳng đó. Chính cô này là người đã tìm được cái viên đá đấy và đem về cho bảo tàng đó. Em có thể dùng skill để theo dõi hay kiểu truy vết hay gì? Nếu mà muốn đi theo cái cô này thì có thể đi theo. Để mà theo dõi, để mà stealth theo dõi thì nó hơi lạ, tại vì ở đây có rất nhiều người. Nếu em có muốn làm thế không? Kiểu như là mọi người đang đứng nói chuyện xong rồi tự thấy như thấy một thằng ra nấp cầu thang. Reyna sẽ tiến lại và bắt chuyện với cô thư ký đó. Ok. Đúng rồi, có người ngồi nhớ thì mình leo trên nha. Arthur cũng đi theo sau Reyna, bởi vì cậu ta cũng là một thương nhân nên là mấy cái việc này cậu ta có thể giúp được. Về nói chuyện ví dụ như là đợi em chút để em chỉnh cái tiếng của nó bị to quá. Em sorry. Ok. Cái tiếng thì cậu ta có thể giúp mọi người lấy được chủ đề để nói chuyện với cả cô gái kia. Cậu ta. Ok, thế cái ông Dwarf lùn kia sẽ chào Judas. Ok, cậu vui vẻ nhá. Và còn nhân vật Outer thì đuổi theo cô thư ký này đúng không? sẽ đến gặp cô ấy và nói chuyện gì không? Trước khi Reyna đi gặp cô thư ký thì Reyna qua nói chuyện với Hazel. Hazel, chúng ta có lẽ sẽ phải cần cách để truy cập vào ba căn phòng là bị khóa kia. Cô có thể giúp và kiểm tra xem có cách nào có truy cập vào ba căn phòng được không khi chúng tôi đang nói chuyện với thư ký. Tôi nghĩ là có ba cái căn phòng mà bị khóa đúng không? Có thể đánh lừa thị giác người ta. Ví dụ như tôi có thể làm cái ảo ảnh là cái cửa đấy đang mở xong vào 10 giây thôi, xong có thể để cho người ta xuất xa đó để người ta mở ra để kiểm tra. Xong rồi nếu mà cô muốn lẻn vào thì tùy cô. Muốn thử không? Tại sao là không cho tôi hóa thành thằng một người bảo vệ nào đó để tôi có thể vô? Tại vì nếu mà anh là cái cửa nó đang mở thì lúc mà mọi người tới và đụng vô nó thì nó cũng đang đóng cái thật trên. Đúng. Kiểu như nếu mà anh làm cho tôi một bảo vệ, tôi có thể giả bộ là ô tôi mất chìa khóa vào phòng rồi, không biết ai đó có thể cho tôi mở cửa được. Hiểu để cái này dùng skill. Tôi nghĩ điều đó có ổn hơn nè. Thật ra thì tôi nghĩ là ở căn phòng chứa đồ dọn dẹp ấy sẽ có chìa khóa. Đây sẽ có chìa khóa vì người dọn dẹp sẽ cần có chìa khóa để mở các căn phòng khi dọn dẹp đúng không? Chúng ta có thể thử đến mở cửa các căn phòng dọn dẹp ấy để tìm trong đó xem có chìa khóa không. Không thể dùng persuasion. Mọi người cứ miêu tả là bản thân làm gì rồi Thiện sẽ có thể yêu cầu một cái check hoặc là không. Nếu vậy thì hay rồi là rồi là em check cái tường giả lúc nãy mà em thấy được các tường giả mà lúc mà mở vô để thấy những cái dụng cụ em lăn cái gì nhỉ? Khi mà nhìn trong đấy để tìm chìa khóa đúng không? Trong đó. Yeah, có chìa khóa để mở hết tất cả các cửa phòng ở trong bảo tàng nữa chẳng hạn.
Lúc khi Joe đang chuẩn bị mở cửa thì Renna chạy lấy và nói chuyện với về quán để đến là hướng ông ta không có nhìn về phía Hazel. Ok, khi mà Hazel vào Lan cho actually để lấy investigation là nãy Lan sẵn rồi. Hazel có thể thấy là trong cái đấy không có chìa khóa nào, nhưng có ở dưới một số cái chỗ mà để rẻ lau thử, có một cái thẻ nhỏ tầm này có thể cầm trong bàn tay được. Cái thẻ này có cái hình logo của bảo tàng giống như ở ngoài cửa. Em có thể check cái thẻ này là thẻ gì được không? Khi mà nhìn nó thì Hazel cảm giác có một cái chút ma thuật trên cái thẻ này. Đó, Philomena đi cùng sẽ roll Arcana check để xem. Ok, Hazel cũng có thể lan Arcana nếu muốn. Ui, tạm ồ mà 20. 18, lấy 18 thôi, lấy 18. Đó là Avan, Avan thì 20. Không có advantage. Hazel có thể lan Arcana. Hazel nhìn thì có vẻ là chưa Hazel nhìn có vẻ chưa nhận ra thẻ này có gì lắm. Nhưng mà khi Philomena đúng không? Philomena đúng không? Nhìn vào cái thẻ này thì cảm giác là có một cái aura phép thuật gì đấy. Nó hơi, khi mà nhìn trong tối nó hơi rất là nhẹ thôi, phải nhìn kỹ mới thấy, vàng lên một chút. Và cảm giác như là nó có nó giống như là một cái aura khi mà cầm vào nó sẽ tỏa lên người mình. Hiện tại thì vẫn chưa rõ công dụng của nó. Có ai muốn cùng theo không? Bây giờ rút túi cái thẻ đó vô. Xin lỗi bên nhà vừa mình nhìn. Giữ cái thẻ được không? Hay rồi đã. Được. Hay rồi đã. Không sát đưa vào túi. Khi có ai kiểm tra một trong ba cái cửa ở bên phải không? Chưa ai kiểm tra. Thôi để em check nha. Nếu mà Reyna muốn vào ấy, muốn thực sự muốn vào và trong đó nghĩ là có một cái gì đáng để mà điều tra thì Philomena có một bộ disguise, một bộ hóa trang hoặc cải trang, có nhiều trang điểm cải trang, chỉ có một bộ thôi có thể dùng. Nhưng mà Akira nói gì á? Mic Akira đang bị rất bé, à chắc là tiếng ồn thôi. Không, xin lỗi, nãy có ổn, nên kêu là em có thể dùng check để kiểm tra bảo bên căn phòng ấy hả? Nãy anh bảo đấy. Khi mà nhìn vào Lan Arcana đi, có ai đang kiểm tra cánh cửa không nhỉ? Philomena đang đứng gần bên không kiểm tra. Ok. Philomena đi và đụng chạm vào những cái cửa xem có mở được không. Khi mà mình chạm tay nắm thấy nó mở được, chỉ đang đóng thôi, nó không khóa. Nhìn thẳng vào bảo vệ này, chờ xem khi bảo vệ quay lưng thì bắt đầu lẩy vào. Lan xuất hiện một cái stealth. Ok. Tí khi mọi người tất cả các vị khách ở đây đang mải nói chuyện với nhau và bảo vệ cũng đang nhìn chỗ khác, Reyna đứng áp lưng vào cửa, đẩy vào một cái, đi vào trong đóng lại rất nhanh. Nhưng mà tìm được thứ gì cùng mình về viên đá hay là những cam bẫy có trong bảo tàng này không? Khi mà nhìn vào trong thì Reyna có thể thấy một cái bàn gỗ gỗ sồi rất đẹp ở giữa. Ở phía bên cạnh tường phía bắc thì có một cái con búp bê to bằng người để ở trên một cái bàn vải lụa rất đẹp. Muốn tiếp cận cái gì? Lại gần con bê và đụng vào kiểm tra xem nó. Đụng vào nó rất mềm. Lena thử lắc và hay là có thứ gì trong đó hay không, kiểm tra. Nó chỉ là con búp bê bình thường hay là nó có ẩn chứa thứ gì không? Ngoài việc nó creepy vãi nồi ra thì không có gì mà. Ánh mắt rất to mà cái con người rất bé, xong nó lạch hai bên. Bây giờ từ bây giờ cầm con búp bê và chỉ nó vào phía tường. Ok. Cái con búp bê này to bằng một người nhá. Xoay nó và chỉ nó vào góc tường cái này đây. Okay. Đi vào và kiểm tra cái tủ gỗ, cái bàn gỗ. Bàn gỗ sồi. Khi mà xem lục trong cái bàn gỗ sồi thì có một vài giấy tờ và Reyna có thể thấy một cái phiên bản của cái bản đồ bảo tàng, nhưng mà có thêm các hình vẽ là phân công bảo vệ nào ở chỗ nào. Động. Không, trong cái bàn này không có. Có một vài cái giấy tờ ghi chép các cái transaction, là các cái cuộc trao đổi về những cái thứ trong bảo tàng, và gần đây là có một cái cuộc mua bán về cái hòn đá kia. Là người mua và người bán là người mua và người bán. Người bán thì là một cái bên, có phải là bên đào mỏ, một người mua thì là cái tên của bảo tàng thôi, chứ không có ai cụ thể chủ sở hữu bảo tàng. Nên ta thử cái cửa này xem có mở được không? Mở được, mở cửa bên trên đúng không? Khi mà vào bên trên thì đây có vẻ như là ở đây cũng có một số các cái giấy tờ khác và một số cái hộp hay cái thứ, các cái đồ cũng giống như là đồ cổ mà chưa trưng bày trong bảo tàng. Ở đây có một cái tờ giấy được vứt hơi
chỏng chơ ở trên một trong số ấy hộp. Trên cái tờ giấy này thì có ghi chép lại những cái giao dịch với một bên bên thầy pháp để tạo những cái bẫy ma thuật trong bảo tàng. Nó có lật trang sau, nó có ghi vị trí của những cái chuông báo trộm này trong bảo tàng. Kèm theo cái giấy mua những cái lắp đặt những cái chuông báo trộm này thì có thêm là mua những tấm thẻ đi qua chuông báo trộm mà là khiến cho nó không kêu. Biết là có bản đồ. Nhìn có cái danh sách, nếu mà Raina hoặc là nhớ thì phải lan cho Thiện cái intelligence check hoặc là mang cái tờ giấy đi theo người để vừa đi vừa ngó các chỗ thì có thể sẽ đi đến đâu, nhận ra cái chỗ nào có chuông đến đấy. Các cái chuông này thì đều có được ghi chú là chỉ bật sau khi giờ bảo tàng đóng cửa, chứ khi mà có khách thì không bật. Gây nhà tiến hành ghi nhớ và sau đó đút vào túi. Ok. Làm cả. Ok, lát cho Thiệm cái intelligence. Judas hình như là vào cái căn phòng bên trên đúng không? Có muốn lẻn vào không? Nếu mà muốn lẻn vào thì cũng phải lăn Thiệm cái stealth. Lena quay lại đường cũ và rời khỏi phòng. Judas vào căn phòng bên trên đúng không? Akira đang mút mic. Thì em dùng slide of hand. Mọi tiền từ nếu không trong ga lăng được. Được. Cái đồ trước tay á. Được. Slide of hand. Nhưng từ anh nói sẽ nói. Nếu em muốn moi tiền là chắc chắn em sẽ moi được. Slide of hand là chỉ để em có bị phát hiện không thôi. Em fail em vẫn sẽ moi được và người khác sẽ thấy, chứ không phải nhìn cái số xấu là quyết định không moi nữa. Nhiều nhiệm vụ nào. Ok Lan. À rồi. Rồi giờ to rồi. Bây giờ mình đã vàng luôn. Rồi, với cái đơn vị tiền của trong thế giới này thì thường một ngày ăn ở, cả ăn cả ở sẽ tốn khoảng một người nghèo thì tốn khoảng 5 bạc, người giàu thì tốn khoảng 1 vàng. Hiện tại thì đã kiếm được 12 vàng. Cái gì chơi tiếp? Rena sau khi ghi nhớ. Rena sau khi ghi nhớ thì đi đến chỗ của Hizo, nói nhỏ cho Hizo toàn bộ những thứ Rena tìm được ở phòng và đưa tờ giấy cho Hizo. Như nói là Hizo cô có thể kiểm tra xem những cái chuông này nó ở đâu được không? Sau đó đưa cái giấy cho Hizo. Hizo cầm cái tờ giấy, sau đó nó thử coi nó để ghi nhớ những cái vị trí của cái báo động mình. Okay. Mình có kiểu như mình có bản đồ hiện báo động của kiểu có sẵn. Để đi đến đâu sẽ, nếu mà chỗ đây có báo động sẽ thấy đến đấy. Thì đang ở trong căn phòng này sẽ thấy những cái này. Những cái chữ A đang hiện dần lên bản đồ bây giờ là các cái báo động, alarm. Là khi mình tác động lên nó thì nó. Những cái chuông này trên cái tờ ghi chú là chỉ được bật khi mà bảo tàng đóng cửa rồi. Và đi vào khu vực đấy là nó kiểu là một cái luồng phép thuật. Khi mình đi vào cái khu vực đấy là nó sẽ tạo tiếng. Rồi, Philomena chạy ra chỗ của Arthur đang nói chuyện với cô trợ lý để hóng chuyện. Đợi tí, Judas có đang ở trong phòng này không nhỉ? Hay là Judas đang ở ngoài lấy tiền rồi? Đang ở dưới Kala này anh. Ừ, đang ở trong cái căn phòng này đúng không? Đúng rồi. Đấy là một căn phòng văn phòng. Nếu mà cướp tiền thì em phải ở bên ngoài chỗ khách đúng không? Thì em cuối cùng là có vào cái căn văn phòng bên trên cùng không? Trên cùng á, là cái lầu trên đúng không anh? Không, đây là cái văn phòng. Đây ba cái căn này là ba căn văn phòng của bảo tàng. Hiện tại không có ai ở đấy để em lấy trộm cả. Vậy là văn phòng cũng không có thứ giá trị gì đâu. Em có vào không đã? Anh cần biết. Dạ chắc có. Hồi nãy em okay. Cũng tương tự như cái việc là khéo léo để chui vào căn phòng này, như là lấy trộm đồ người khác để vào căn phòng này, thì em cũng đã rất khéo tay, mở cửa rất nhanh và lẻn vào, đóng cửa lại không một tiếng động. Vào trong căn phòng này thì đầu tiên đập vào mắt là có vẻ như một cái phòng, cũng là phòng kho. Có một cái cầu thang đi xuống dưới tầng hầm. Có vẻ trên cái sàn của cái phòng này có một vài cái vết xước kéo lê các vật nặng. Ở trên cái hộp ở ngay bên trên bên trái, ở ngay bên này, em có thấy lăn để thôi tiện lắm. Nice. Em có thấy bốn cái thẻ có biểu tượng với bảo tàng. Dạ. Yeah. Rồi mình lấy thì với khả năng investigation thì em thấy được. Hay là em cần phải roll nữa? Không, em thấy rồi. Anh miêu tả là em thấy rồi. Yeah, vâng. Em muốn làm gì nữa không? Giờ chưa xuống hầm chắc nó có lộ liễu quá không anh? Em có muốn xuống không? Sợ. Không nghe tiếng động. Không tiếng động cũng được. Vậy em trước tiên thì view cho để cho chắc ăn cái đã. Em muốn từ từ bước vào, muốn nhìn kiểu không quá ồn.
Để em đứng cao nha. Xuống hầm đúng không? Dạ. Ok, anh sẽ kéo em sang một chỗ khác. Đây là cái hầm, nó là phần khác của cái map. Đây là đi xuống. Khi mà xuống hầm sẽ thấy cái kho lớn hơn, rất nhiều đồ, cả đồ trang trí, cả những cái cổ vật được để trong hộp. Ở phía bắc thì em có thể thấy một cái cửa rất lớn, có vẻ như là cửa mọi người đã quan sát được từ bên ngoài để cho hàng vào kho. Em muốn làm gì không? Có lẽ là em nên đi moi đồ người khác. Ok, là... em muốn làm gì ở trong tầng hầm không, hay em lại lên chỗ khác? Thì ở trong tầng, trong mấy cái này mình có thể mở được không anh? Em còn muốn mở không? Dạ có, ý là ok, dưới cái tầng hầm này có ít người qua lại, có một cái lớp bụi phủ hết ở dưới sàn. Judas tiến đến một cái hộp gần đấy và bắt đầu mở ra, thì một cái miệng mở ra từ cái hộp và cạp vào tay của Judas. Gặp em biết cái gì vậy? Mà cắn là đúng không anh? Chưa mất tay đúng không anh? Chưa, em vẫn có thể thời gian phản ứng. Nào, chúng ta vào 1v1 combat. Anh nhớ đồng nào nó xử gì để chơi combat điên đi, chúng ta run initiative. Có nhảy vào tiếng được không? Judas muốn làm gì? Em có thể đánh giá trước. Trong em đã biết trong combat có thể làm những gì chưa nhỉ? Dạ. Thường trong combat mình có tốc chạy, di chuyển, có hành động và có hành động nhanh. Thường hành động thì có thể dùng để em rock đúng không? Em rock thì có thể dùng để tấn công, hoặc là chạy, hoặc là chuồn, hoặc là né. Hoặc là em muốn nói gì thì có thể nhân vật có thể làm đấy. Những gì mà trong một cái combat nhân vật có thể làm. Em muốn thì mình giờ mình chạy sau đó mình chưa thích nữa. Thôi mình chạy chuồn lên lầu trên lại. Ok, khi để mà chạy ra khỏi tầm với của kẻ địch trong D&D thì kẻ địch có thể dùng một cái phản ứng để đánh với mình, trừ khi em dùng hành động chuồn, disengage. Em muốn dùng hành động đấy không? Được. Ok, rất nhanh. Judas khi mà nó vừa mở miệng ra, Judas giật tay lại và nó cạp bùn một cái ngay trước ngón mấy ngón tay của em. Judas rảo bước dần lùi lại về phía cầu thang và chạy lên. Ok, lên lại tầng rồi. Nghe thấy tiếng ui ở phía sau, nhưng mà có vẻ là nó không nhảy lên cầu thang được. Nó khè lè lưỡi ra cố với đến nhưng mà không tới. Là em đang bị thương đúng không? Không, chưa sao cả, chỉ tổn thương tinh thần thôi. Chạy rồi nha, giờ gọi mọi người vào. Rồi, mọi người ở ngoài hiện tại đang làm gì? Lomina đang nói chuyện của Outer. Có nói gì về gì đặc biệt không? Outer có nói gì về gì đặc biệt không? Hay là kiểu nói trên trời dưới biển thôi? Có tư chí. Với mục đích là chuẩn bị slide of hand cho tôi lên cái vé để lên tầng 2. Chạy quá đi mất. Làm cái gì cơ? Để làm gì? Slide of hand để thử xem có trộn được cái thẻ để vào cái tầng 2 không. Thì em cũng không rõ là cái vé của mình có lên được tầng 2 không. Em muốn một cái gì đó chắc ăn lên. Cô này sẽ không có thẻ và mọi người nhớ là cái vé của mọi người lên được tầng 2. Rồi, lên tầng 2. Đã một hồi nói chuyện trên trời dưới biển xong, Judas có làm gì trong đấy nữa không? Hồi nãy là mình mới nhìn thấy 4 cái, hay là mình lấy chưa anh? Các cái phòng còn lại Rena đã tìm hiểu hết rồi. Dạ, ok, 4 thẻ thôi, chụp lên thôi. Rồi, lên tầng 2. Mọi người thấy đang đi lên cầu thang thì thấy Judas vẫn đi bình thường nhưng mà vẻ mặt có vẻ hơi thất thần xuất hiện. Ôi anh Judas sao mà trông anh như kiểu vừa mới nhìn thấy ma vậy? Không lẽ là mình hay dùng thuyết phục không ta? Hay là mình hết thần không? Muốn nói thế nào cũng được tùy. Chỉ là tôi đi té hơi đau nha, nên là chắc là không có gì đâu. Anh em tin tưởng tin tôi nhá. Anh phải đi cẩn thận đấy nhá. Anh đi rất cẩn thận. Ừ, chắc chắn sẽ em xin một insight để tin tưởng. Có thể em xin một insight để xem có nhìn được là đấy có đang nói. Cái này Thiện sẽ bảo là đây là chi tiết nhỏ, không nhất thiết phải roll. Mọi người nếu muốn nhận ra có gì không ổn thì sẽ auto nhận ra có gì không ổn. Trong không giống như là Lomina tin sái cổ. Lomina tin sái cổ. Mọi người chân dài có cái cổ và chân dài. Okay. Thiện sẽ tua nhanh cái khám phá tầng 2 một tí để cho mọi người có thể nhanh. Phần bên này, tất cả mọi người đều nhìn
nhìn được đúng không? Phần bên này là phòng vệ sinh và có một cái cầu thang lên tầng thượng cho mọi người cả. Lên tầng thượng sẽ thấy hộp, nhiều hộp và có một cái cửa sổ trời. Xuống lại thì lại chỗ này là nhà vệ sinh. Ở phòng chính giữa này là trưng bày một những cái xương khủng long. Rena với cả Hazel cũng có thể thấy là có hai cái phép alarm ở đây, hai cái báo động ở đây, hai cái chữ A này. Căn phòng bên phải là căn phòng chứa viên đá. Cái viên đá đây ở đây. Đây thiện kéo mọi người hay sang đây. Nhìn. Người khi mà vào căn phòng này thấy rất nhiều các cái bàn để đứng, ngồi, bàn ăn, có các cái snack để mọi người vừa chiêm ngưỡng cái viên đá vừa nói chuyện. Mọi người khi nhìn vào sẽ thấy một viên đá màu xanh được để trong một cái bệ cuối căn phòng. Hòn đá này phát ra một cái ánh sáng xanh xung quanh nó. Tất cả các cái vị khách thì đang đứng xung quanh và theo dõi. Cô thư ký thì cũng đã lên đến đây rồi và đang đứng cạnh hòn đá này trả lời câu hỏi một số người. Arthur thì sau lúc này thì đang muốn gọi mọi người lại bàn bạc một chút. Philomena nhìn, cố gắng nhìn vào cái viên ngọc đấy để xem là có thử xem là biết nó là cái gì và thử xem là nó xếp vật gì không. History hay là Arcana nhỉ? Arcana. Đồ ấy. Arcana. Viên đá này ngoài việc nó tỏa ra một cái ánh sáng rất lạ, rất là khác thường thì không rõ, Lumina không rõ nó có phép thuật gì, nhưng mà có cảm tưởng là cái bệ đang đặt nó có hơi tỏa ra có một cái gì đấy phép thuật. Thiện sẽ assume là mọi người đi nốt vòng quanh bảo tàng, Thiện sẽ giới thiệu nốt luôn, tua nhanh phần này một tí. Đây là một cái cửa đi sang phòng này và cái khu vực này là có các loại đá quý khác, đá cổ khác. Một vài người với cái perception cao vừa lăn từ đầu rồi có nhận thấy cái đường chỗ này cũng là lại một cái căn phòng để dọn vệ sinh. Cái tường này nó là tường giả để đi vào cửa, được thiết kế rất là công phu và đẹp mắt để không chướng mắt những người đi xem bảo tàng. Cả cái khu vực này có nhiều đá quý, đặc biệt trong cái căn phòng ở giữa có một cái bản có vẻ như là bản sao của cái viên đá này, của cái viên đá chính, nhưng mà cái viên này không phát sáng. Đi qua một vài người bảo vệ trong cái lúc này thì vẫn để mọi người đi bình thường. Đến bên này thì mọi người có thể thấy các cái sinh vật cổ xưa. Và đây là một cái cafe để nghỉ chân. Trong cái thời gian này mọi người có thể tự di chuyển trên tầng 2 để làm quen với cái bản đồ. Tất cả cái khu vực là Thiện đã miêu tả hết. Rena muốn biết là hiện tại đang có bao nhiêu vị khách, bao nhiêu bảo vệ ở trong phòng chứa ngọc. Rena nhìn xung quanh xem có biết là bao nhiêu bảo vệ, bao nhiêu. 3 bảo vệ, đúng chính xác như cái số lượng xuất hiện trên bản đồ. Không có khách hả? Không có khách nào đúng không? Có một vài khách, Thiện đang lừa. Khách thì assume là có, Thiện đang lừa copy paste. Người ta tự nhiên nghĩ đến một cái kế hoạch không biết có được không, nên muốn có giúp với mọi người. Không biết mọi người đã từng coi một chuyện cái này hơi out of OJ rồi. Đây là từng nghe về một câu chuyện thì trong đó khi muốn ăn trộm một thứ trong bảo tàng đã đến nói với người của bảo tàng á là viên đá đã bị trộm mất, và người của bảo tàng yêu cầu người của bảo tàng tra viên đá trước. Và trong lúc mà người của bảo tàng bắt đầu mở ngắt trong bộ bảo vệ và kiểm tra viên đá thì tên trộm bắt đầu đánh ngất và đánh lạc hướng mọi người và cầm viên đá bỏ chạy. Tôi nghĩ là chúng ta có thể thử làm như chuyện như vậy. Giả vờ làm bên đối tác đã mua viên đá bảo tàng, nói với bảo tàng là viên đá đã bị ấy. Sau khi bạn yêu cầu bảo tàng mở hết toàn bộ cái cầm bày ra và kiểm tra viên đá, sau khi đề nghị bảo tàng đuổi tất cả mọi người ra thì chúng ta có thể đánh ngất về, sau đó để cho Judas tạo một cái ảo ảnh những người bảo vệ đang ở đây, chúng ta cứ việc cầm viên đá và rời khỏi đây. Mọi người nghĩ sao? Mình là prophet nào? Ảnh là Philomena nhé. Philomena, mọi người thấy khả thi không? Tôi sao không được, nếu như thế này được đủ sức đánh người, đủ sức đánh họ không? 12 người bảo vệ, 5 người, 3 người. Và có rất nhiều nhân chứng. Chúng ta có thể với tư cách là bên đối tác mua viên đá, chắc yêu cầu tất cả những vị khách rời khỏi đây hết để lại một bảo vệ thôi. Nhưng mà bảo vệ vậy thì cũng phải có quản lý đúng không? Kiểu đâu thể nào mình chỉ có bảo vệ được đâu. Có thư ký chính, chỉ có thư ký chính thôi, yêu cầu nói chuyện với sao? Có thư ký chính là tấm người được không? Mới là cổ mặt không? Kiểu giả dụ là đánh bảo vệ thì cô thư ký cổ có đánh lịch mọi người ấy bị lật kèo. Maybe I don't know. Đây chỉ là một, đây là cũng là một một kế hoạch này thì không cần chờ đến tối, không thì chúng ta có thể thế này. Tôi Philomena nghĩ thế này. Vừa mới nãy chúng ta có đi qua một cái căn phòng, trong đó có một cái bụng sao của viên ngọc.
thì rất là tiện cho chúng ta. Có thể là tôi sẽ dùng phép ảo ảnh để khiến cho cái viên ngọc thật nó biến mất khỏi bệ, thì khi đó chúng ta sẽ áp dụng cái cách của Rena là hô hoán là cái này mất rồi, xong rồi chúng ta bảo tôi tìm thấy cái viên ngọc thật ở trong phòng rồi. Khi mà người ta lấy viên ngọc thật đấy để cất lại vào cái chỗ trưng bày thì chúng ta sẽ lấy luôn cái viên ngọc thật mà lúc đấy đang còn được bị ảnh hưởng bởi cái ảo ảnh đi một cách êm thấm. Nhưng mà cái bệ đặt cái viên đá hình như là nó có cái gì đó đúng không? Đúng rồi, nhưng mà chúng có thể nó là có cái gì đó là đâu thể nào làm ảo ảnh đó, nó sẽ có cái phép gì đó để nó chặn cái thuật không bị tác động. Thử sao biết, có thể sao biết. Nói với bên thư ký là chúng ta bảo đảm chắc chắn là nơi này an toàn thì yêu cầu chúng ta có thể giả vờ nghi ngờ bảo tàng, khả năng của bảo tàng, và yêu cầu bảo tàng giải thích đá cái bề thạch đó có khả năng gì. Chúng ta sẽ cần một người ăn nói cực kỳ giỏi. Arthur, ông có thể nghĩ sao, ông có thể làm được không? Cuối cùng tôi có tí đất đi. Giả vờ làm bên đối tác là buôn đá và lừa thư ký, giả vờ làm thì do nên bây giờ mình đang có một cái thẻ, mình đang có một cái thẻ nhân viên phát sáng của mọi người, mình có thể làm với nó được không? Hoặc là chúng ta có thể chờ đến buổi tối và có thông báo 10 phút nữa bảo tàng đóng cửa. Hay rồi chắc nhanh cái con khủng long được không? Tại vì em thấy nó mấy cái bộ xương được không? Được. Em không biết nữa, tại vì em có linh cảm xấu. Ok. Đó là em nhớ tới bộ phim mà bảo vệ bảo tàng lúc nửa đêm, xong kiểu là nửa đêm bắt đầu là mọi thứ bắt đầu sống dậy, xong kiểu là nhào vô mọi người, nên là em muốn check cái đó. Ok. Làm cái gì vậy em? Khi mà nhìn vào cái cái bộ xương của con khủng long đây. Đây là bức tượng của một cái con khủng long có cánh. Wait, từ phải không nhỉ? Thôi là nó sửa. Classic T-Rex, classic T-Rex. Vẻ là một cái loài đã được bảo quản ở cái biển ghi bên cạnh là nó. Em có thể lăn cho anh một cái hoặc là investigation hoặc là perception nếu muốn. Hy vọng là không ra đất bột như lúc nãy nữa. Trông nó khác mình nữa. Có vậy như tôi. Thì đọc mấy cái bảng T-Rex gì đó sống cách đây rất nhiều năm. Em check phép thuật nữa được không? Kiểu giống như là có cái gì đó. Chứ nhìn thì nhiều khi có vẻ biết rồi. Ok, rồi cho nó cái phép thuật. Cái đó là lăng nha. Khao nè. Khao nha đúng. Ừ, đúng rồi. Còn gai cha phù hộ. Có vẻ là không. nó phép thuật đây mình. Đây mình, chỗ nào cũng phép thuật. Trông có vẻ như là nhìn kỹ nó còn phát sáng cơ. Có một cái ông khác đứng cạnh. Cô xem gì chăm chú đấy. Hay dò quay ra mọi người, kiểu mọi người có thể giúp được không? Tôi không biết nữa, nhưng mà tôi có linh cảm xấu về chuyện này. Ai giúp cũng được. Giúp gì? Tôi có cái đàn này. Tôi có thể bắn vào cái đầu của bộ xương kia rơi xuống, chắc là sẽ không tính được mình nữa. Không quá đâu. Chắc là sẽ để chuyện đó cho tương lai xử lý đi. Chứ giờ thì có vẻ là thằng gái cha không qua rồi. Bây giờ tôi đang rất là sợ, tôi rất là sợ. Nhân có đang đi với một đám người cao hơn mình rất nhiều, và bây giờ ngước thẳng lên 180 độ này còn T-Rex nhiều. Và bây giờ được thông tin là nó có thể nó có sống. Rồi ok, ta từ đó đi. Bây giờ còn 10 phút trước khi đóng cửa đúng không ạ? Thế thì bây giờ em xin em muốn gọi mọi người lại để bàn lại một chút về kế hoạch, để coi như là tổng hợp lại thông tin cũng như là để chốt lại thông tin trước khi hành động. Bây giờ thì coi như là có một chút gọi là mọi người có muốn role play là đưa lại thông tin kiểu như là đã đi đâu như nào, hay là coi như là mọi người có một quá thể nhân viên tất cả mọi người đều biết màu vàng. Như giả định là tất cả mọi người biết rồi, có nói chuyện với nhau lúc đi. Thứ giả định là thế.
hình như Judas vẫn còn giữ 4 cái thẻ đúng không? 4 thẻ gì đó. Chưa biết Judas, lúc này cầu xuống dưới hầm thì cầu có tìm được thứ gì không? Chắc là ai biết, thật sự là biết liền mọi người đi cùng mình không? Cậu nói là chúng ta có một cái hầm và một cái cửa lớn đúng không? Chắc mọi người nhớ cái gác mái lúc nãy chứ, ở đấy có một cái cửa sổ trời và nghe rất chi là dễ vỡ. Đem lúc nhà đi xuống. Anh có nói đúng thứ tôi đang nghĩ không vậy? Làm chút dương đông hay không? Bùm bùm. Tôi không biết, tôi sợ cửa kính rơi xuống đầu mất. Tôi sợ cửa kính rơi xuống đầu lắm. Chỉ là mày mời chủ tinh thôi mà. Sẽ thấy một vài người bảo vệ và cô thư ký đi ra. Buổi tiệc đã dần đến hồi kết. Xin mời mọi người ra ngoài để chúng tôi đóng cửa em bảo tàng. Rena nghe vậy nhanh chóng nói với mọi người. Mọi người chúng ta hãy trốn vào căn phòng dụng cụ lúc này mà ở bên này, trốn vào cái phòng đó và rồi trong bọn họ đi ra và chúng ta có thể đâu mọi người tự di chuyển đi vào đâu hay là đi ra? Tiện cho đúng 1 phút in real life không phải bị đuổi ra đây. Đó để bypass qua những cái cam bẫy báo động mà Reyna đã đọc trong cái tờ giấy mà lúc này nhận được. Thì bây giờ có ai có mọi người có ai tìm được cái thẻ này thì phân phát list 15 giây. Cái khoảng giữa hai căn phòng này là hai cái cửa mà trông như cái tường. Đây hai cái ô này. Reyna bắt đầu gọi Hazel có vào đây không? Em vẫn loay hoay ngồi. Hình ảnh của em thủ lục lục. Judas còn đi đâu không? Judas rồi. từ đấy là Judas đấy hả? Hay là ai kéo Judas theo đấy? Akira đang mute mic. Ôi trời ơi, bây giờ tao đắc mic à? Judas làm gì không? Ủa, chú ở đâu vậy? Thôi rồi, đã được đồng bọn kéo theo rồi. Rồi mọi người khi mà ở trong, mọi người đang ở trong hang hoặc là ở trong nhà vệ sinh hoặc là ở trong cái tủ dọn dẹp, nghe thấy tiếng bước chân của các vị khách bắt đầu xa dần và tiếng khoảng 10 phút sau có vẻ là các cái tiếng, có cái tiếng cửa đóng huỳnh cái từ đằng xa ở dưới tầng. Khi mà trốn trong này thì không có tí đèn nào ở cái chỗ căn phòng tủ supply bên dưới, ba người chen vào cái hai ô này. Mọi người đang cố đứng nép vào nhau để không ngã ra khỏi cái cửa. Hay rồi kiểu còn cứu nha, còn cứu được. Hay rồi kiểu đứng giữa hai người đàn ông kiểu hay rồi. Đây là con gái nha. Reyna là phụ nữ mà. Reyna chạy lại phụ nữ mà. Reyna chạy lại ôm hay rồi và đá Judas tổ bên. còn cứu được. Bên trên này Outer tự nhiên chạy vào buồng của Philomena nữa kìa. Một lúc sau, khoảng một cái khoảng thời gian, mọi người không biết là bao lâu sau, cảm thấy rất là dài, đợi trong bóng tối, người bắt đầu nghe thấy một vài tiếng bước chân ít thôi, khẽ, và một vài tiếng nói chuyện. Có vẻ như là một vài người bảo vệ đang tám chuyện với nhau gì đó về canh hôm nay, xong rồi mai để mở các thứ, xong rồi làm cái không có một câu chuyện mọi người nghe lóm được ở cái chỗ Reyna, Judas với cả Hazel. Ê, có thể chứ đây.
con thưa cái thẻ nào không? Có thằng A ở dưới tầng đang tìm trong kho mà cái thẻ nó mất rồi. Thằng lúc này cũng nhớ quên. Xuống con thưa tận 4-5 cái thẻ cơ mà. Bia bay đâu hết đâu rồi. Có tiếng bước đi. Hé ra và nhìn xem quanh có người bảo vệ không? Vẫn còn một người đang đứng trong phòng này. Về vị trí thì người bảo vệ này có đứng gần cái cầu thang đi xuống tầng 1 rồi. Em đang đứng này. Mọi người thấy gì thì thấy nhá. Thiện đang rất là manual di chuyển bảo vệ. Gì thế? Philomena dùng minor illusion tạo ra một con mèo phát sáng. Chạy pop. Không bỏ qua. Đây coi như cái của Philomena là con mèo nhá. Nó đi xuống đây. Ok. Chạy bộ ca ra chơi. Nếu mà mọi người muốn ra, tại vì vẫn thấy có một bảo vệ trong này, nếu mà muốn ra này không bị phát hiện thì lăn thiện là cái stealth, hoặc là mọi người có cách nào đấy để dụ người khác đi chỗ khác hoặc đi đâu đấy nói với thiện. Philomena vẫn dùng cái con mèo đấy để dụ thằng cha bảo vệ ở cái buồng vệ sinh đi xuống tầng 1. Ok rồi. Món gì sao phát sáng vậy? Thế là nhân cơ hội thì Stealth và chui vào trong phòng. Ok. Ai đây? Nhìn phát hiện thấy Judas Rena đang lẻ lẻ đằng sau. Ê, sao lại đi vào phòng đấy? Đứng cái đồng tủ ngó kìa. Là xong tới và bị cổ bảo vệ lại. Nhiều bảo vệ lại. Ok, đánh ngất à? Bên đang chạy tới là một tay bịt miệng, một tay đè của ôi lại. Mỗi người lăn cho thiện một cái attack roll, cái đòn tấn công, dùng vũ khí nào cũng được. Nó sẽ tượng trưng cho cái đòn tấn công của mình. Không nhất thiết là dùng cái đấy mà có thể là mình dùng tay để đánh. Mà tiện thì cứ lăn cái vũ khí. Ui giả. Bịt miệng ngoại, lấy tay chặt vào cổ một cái ngất. Đang bắt đầu kéo thiết kế của bảo vệ mấy ông tú và ngồi chuyện đi vậy gọi không cử quá rồi. Đây còn một bảo vệ nữa này ở cạnh cái cầu thang của mình này. Mọi người đang khai báo gì trong căn phòng là tối hay là sáng? Căn phòng này đèn sáng trưng, chỉ có các cái khu vực như là ở phần trung tâm này là đèn hơi tối, nhưng vẫn có đèn mở. Còn cái căn phòng này thì đèn đang sáng trưng. Mọi người nghe tiếng lạch cạch đang mở cửa ở đây. Lấy ghế chặn vô cửa được không vậy? Ok. Rất nhanh, ghế chặn vào cửa. Cái ghế kiểu. Ủa? Illumina. Francis, sao cửa này không mở được? Ê. Francis ơi. Hay rồi. Không được rồi. Illumina dùng cái ná bắn vào một con thử long để đánh lạc hướng thằng cha gác này. Ok. Bắt đầu con nào? Con to nhất hay con bé đứng cạnh hay con nào? Đây cái con này. Ok. Khi bắn vào cái tượng đấy, hiện cho là cái tượng không di chuyển, auto success, bắn vào con một cái xương lủng ra rơi xuống. Ê, ôi dồi ôi, trời ơi, cái xương rơi rồi, làm nào giờ mày? Thanh niên này. Ê, mày làm rơi xương mày chịu nhỉ? Tao ở đây kiếm thêm tiền thôi. Cái đền bù đi. Không chịu đâu. Chúng nó có lại gần cái đống xương không? Có, đứng ở đấy. Một thanh niên đang cố lấy xương lắp lại. Phát nữa phải chân cho sập hẳn xuống dưới đầu của chúng nó. Ok, phát này tại vì cả hai người đang đứng ở đây nên phải lan cho thiện một cái stealth. Vẫn advantage tại vì họ đang tập trung cái khác, nhưng mà họ đang đứng ngay đấy. Ok, 17. Ê, cái nữa rơi ra kìa. Ui, chạy. Nó đổ ui một cái. Rơi vào một người. Hai đứa chạy. Ở kia trời ơi, hậu đậu đến thế cổ. Ây da, ra dựng cái xương giúp. Mọi người khác làm gì? Vẫn có cái cửa ở đây đang bị đóng và có ai đấy đang ở ngoài gọi Francis. Hay đó giả giọng được không mọi người? Thanh niên này lắc cửa một lúc xong bắt đầu đi ngược lại. Ôi. 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 Ôi.
Đấy, để cho rõ thì những thanh niên nào bận thì Thiện để gạch chéo nhá, chưa phải là chết nhưng mà Thiện để gạch chéo những thanh niên đấy, một họ ngắt hoặc là bận. Trong này còn dính chưa. Một thanh niên đang ngồi ở trong cái ghế sofa ở trong cái phòng cafeteria. Bây giờ nếu mà em được chơi để em được không? Thì thằng kia nó đang chú ý vào em sẽ nghe thì tiếng nói chuyện. Ê, chả hiểu thằng Francis nó làm gì trong cái phòng kia ấy. Ê, rồi chắc lại nằm ngủ xong đóng cửa phòng cái gì. Để tao vào sao nào. Ôi, bọn này làm sao đây? Đổ xương này. Bộ bề bẩn thì nên kéo Arthur với Judas lại kiểm tra cái bể có cái chứa cái viên ngọc. Rồi, ok, mọi người thấy có vẻ như là so với cái lúc trước mọi người thấy thì cái viên đá nó hơi sáng hơn một chút nữa. Hay như lúc này chúng ta đã nghiên cứu thì có vẻ như là cái bậc thang này nó có một loại ma thuật gì đó. Biết là có ai có khả năng vô hiệu hóa nó hay là biết nó làm gì không? Đấy, tôi tưởng cả đấy nó cũng là tính vào một cái dạng bẫy mà ta có thể vô hiệu hóa được bằng cái thứ mà tìm được một chút. Chắc không có dấu hiệu bởi vì lúc này chúng tôi dựa theo cái bản đồ phía dưới á, đây là cái cạm bẫy mà có thể qua được bởi cái thẻ thì nó không có dấu hiệu ở đó. ở ngoài vẫn đang có tiếng loảng xoảng lắp lại xưởng, bên trong năm thanh niên đứng quanh cái viên đá. hoặc là chúng ta có thể cứ thử nhấc nó lên và cầm chạy, hoặc là nhấc nó lên và thay nó bằng cái gì đấy, nghe là nó có thể nó sẽ kêu báo động, nhấc lên và thay một cái gì đấy giống Indiana Jones nhấc lên thay vào một cái gì đấy, nghe là bây giờ nhưng mà vừa nhấc lên là có thể nó sẽ kêu. Đây có cái gì không? Nếu như chúng ta đánh liều luôn đi, chúng ta chẳng còn thời gian nữa, bây giờ là gần nửa đêm, mọi người nên nhớ điều đấy. Ủa em có cái tắc tắc mà biết là cái mày được không? Nhưng mà giờ lái rồi mà chạy đi đâu? Có thể chạy lên trên nóc nhà đập vỡ cửa kính và mọi người bay. Mọi người nhớ mọi người nhớ rằng chúng ta có hai đường, một là đường hầm đúng không, hai là cửa kính. Vậy tại sao chúng ta đang bị bao vây bởi bây giờ sợ ở ngoài là đều có người hết. Chúng ta phải tôi không khai vô xong và đánh ra thôi, hoặc là trên. Nếu mà đi đường hầm đối xử lại anh Judas anh lại ngã phát nữa. Hãy tưởng tượng bây giờ, hãy tưởng tượng đi như là mình làm cái kiểu ăn cướp này nên mình có hơi nhiều đồ nghề thì phải, nên mình có thể dùng được. Có đồ nghề từ lúc đầu nhỉ? Có đồ nghề mà đúng không? Đúng rồi, có đồ nghề trộm cướp mở khóa các kiểu. Có dây thừng không? Có dây thừng. Có em có thể chúng ta có thể có dụng cụ để vô hiệu hóa phép thuật không mọi người? Có thì em có cây diêm nè, có cái nến dầu. Mọi người chúng ta có nhanh kế hoạch này. Chúng ta có thể thử kích hoạt cái cạm bẫy, lấy viên đá, nó để viên đá lại, để viên đá để chạy vào kho lấy viên đá giả ở đây, và Philomena có thể cast một cái ảo ảnh cho nó, viên đá có vẻ sáng lên, nhìn có vẻ thật. Còn lại thì chúng ta có thể bỏ chạy lên trên tầng, hy vọng là mấy thằng bảo vệ này có thể nghĩ là ok, chắc là cái bão đồng giả. Mọi người nghĩ sao? Bây giờ nếu mà lên trên thì mọi người phải cõng tôi. Mọi nghe tiếng đấy còn mấy cái xương nữa đây, lắp nốt vào đấy đi. Mọi người nhớ là cái viên đá mà bản sao ấy, thì nó ở trong cái căn phòng đằng này, ở cùng các cái chỗ các viên đá khác chứ không phải là ở trong tủ, ở trong cái căn phòng này đó, căn phòng này. Giờ mọi người kế hoạch Arthur nói có cái nghề đi, nói đi Arthur, nói hết đi. Bây giờ nếu như bây giờ cái viên đá này nó có báo động đúng, vậy tại sao chúng ta không dụ hết bọn chúng vào trong phòng này rồi tẩu bằng đường còn lại? Căn phòng này nó được nối sang với hành lang bên. Mọi người nhớ căn phòng giấu viên đá là sao? Chúng ta được nối bằng cái tủ phụ bên. Mà chúng ta không chắc là tầng một có bảo vệ không? Vì một khi có bất động á thì khả năng sẽ là bảo vệ tầng một sẽ chạy lên tầng hai, khả năng sẽ gặp chúng ta ở giữa đường. Chúng ta không đi vòng một á, chúng ta sẽ vòng qua các cà phê thi ấy, xong khi đợi đủ 12 tên bảo vệ tràn vào rồi chúng ta ập ra, và không thể nào chúng ta sẽ, nếu như
chúng ta có dây đúng không? Chúng ta có dây thừng, một tên bắn lên, hai người bỏ lên đấy chạy, ba người còn lại hộ tống viên đá trốn xuống dưới hầm. Không sao, mình chạy nhanh lắm mới bắn tên mình. Bởi vì khi bảo vệ nghe thấy tiếng động là một tiếng kính vỡ là nó rất to đúng chứ. Thì sự chú ý của họ sẽ ngay lập tức được đẩy lên, đấy là trên phòng gác máy, mà chúng ta sẽ lợi dụng cái khoảng thời khắc đấy để chạy xuống hầm đạp cửa chạy. Như thế thì chúng ta phải đường lên gác máy hả? Tại sao không nghỉ? Chính xác thì cái phòng này nó có đường lên gác máy. Cái phòng này không có đường lên gác máy, đây là cầu thang đi từ hướng ngược lại lên chỗ phòng vệ sinh ra. Đây là cái tường. Tức là đây là cái tường. Okay. Em tưởng cái đấy là cái nội lối để dẫn sang nhà vệ sinh. Không, phải đi vòng ra ngoài rồi mới ra được phòng vệ sinh. Thế là không cả thời gian. Cả thi mà chỉ nhưng mà sẽ phải vòng ra phòng lớn. Mọi người bắt đầu nghe tiếng bước chân ở ngoài có vẻ là đã sửa lại bộ xương. Không biết là có hoàn thành hoàn toàn đúng như cũ không, nhưng mà có vẻ là họ cũng ok với việc sửa xương rồi. Chúng ta không có thời gian nữa, mình đi. Đi. Mọi người làm gì? Chuẩn bị ôm luôn viên đá chạy. Cứ ôm thẳng viên đá chạy à? Ok. Có ai làm gì không? Có cái hộp mỏ luôn mà. Có cái hộp mà được nhà ấy đưa cho mỏ đấy. Được rồi. Từ lúc nãy còn kế hoạch gì khác? Ok. Rồi, ôm viên đá, mọi người đồng ý hết đúng không? Ok. Mọi người đứng đi, nếu có thì... Rồi, không thấy kiến gì. Mọi người đang đứng ở đâu? Minor Illusion vào đâu? Minor Illusion vào xung quanh cái hòn đá giả. Ok, có nghĩa là vẫn lấy hòn đá giả để thế vào đúng không? Vâng. Ok, ai có hòn đá giả và ai thế vào? Ai Indiana Jones xuất hiện? Phải à? Ai muốn Indiana Jones? Em không cho. Ai có Spider-Man? Ai có Spider-Man? Không, hiện tại hình như là không có ai giữ viên đá. Không có ai giữ viên đá giả. Không có ai lấy. Ô, Philomena Spider-Man cộng 5 này. Viên đá giả ở cái phòng bên dưới này. Tôi nghĩ là chúng ta... Philomena dash ra đấy. Nó ở trong một cái cửa kính. Có muốn mở không hay là đập nó? Từ mọi người, mọi người. Nhưng mà mọi người nếu như mà đã cut illusion thì cho chúng ta không đã luôn một cái viên đá với một cái tấm kính ở đá luôn đi, không cần viên đá giả đâu. Thì cần, vấn đề là mình lấy cái viên đá giả đấy để lỡ mà nó có kiểu bị kích hoạt báo động, nó bị kích hoạt bằng cân nặng ấy, nó chịu được đấy. Maybe. Vậy chúng ta có kịp không nữa? Đá phát rồi. Nếu mà Philomena chạy ra đấy để nhanh ngay thì phải đập kính ra cái kính chỗ này. Còn nếu mà để mở được cái kính thì nó khóa. Mở bắt đầu thấy khóa rồi. Bây giờ phải nhanh. Tại vì bảo ngay tiếng chân bảo vệ rất gần muốn vào phòng này rồi. Tìm mấy cậu gì đấy bị ngất luôn đây nữa. Muốn làm thế không? Philomena. Nói chung mình có công khổ mà mình chưa có kịp đi đập nhờ. Được rồi. Choang. Một tiếng động ngọc ra giữa màn đêm tĩnh mịch. Một giây sau không có tiếng gì cả, rồi bắt đầu nghe tiếng xì xào từ những cảnh vệ đang đứng ngoài. Ủa, ông nghe gì không? Bà nghe gì không? Philomena đang làm gì? Đang chạy, cầm viên đá chạy về. Cầm viên đá chạy lại. Và đồ xeo và đồ xeo. Đưa ai? Ai muốn đặt viên đá? Vứt cho tôi đi. Philomena spell slide of hand là cộng 5 đấy. Đi để tôi lấy viên đá. Đi. Ok rồi. Chuẩn bị. Lan slide of hand. Ghê vậy. Này, hai viên đá một viên đang bê này. Vừa khi mà cái viên thật vừa lấy ra, mọi người có thấy là cái đài, cái bệ để nó có hơi nhích lên một tí, nhưng mà viên kia vào nó lại thụt xuống, không có chuyện gì xảy ra cả. Bên là cảnh vệ nó mà kéo sang bên hết phòng cái đường dẫn phụ. Được. Khi mà từ Philomena đang cầm cái viên đá đúng không? Giữ viên đá. Hiện tại mọi người thấy cái viên đá này nó rất sáng rồi, và có thể nhìn thấy mờ mờ bên trong một cái bóng của một cái sinh vật gì đấy. Đúng như cái ảnh mà Thiện vừa để trên R20. Có rất nhiều tay, rất nhiều chân và đuôi. Khi mà Philomena cầm vào cái viên đá này, đột nhiên nó sáng rực, giống như là một cái luồng, tỏa ra một cái luồng hào quang, và nó tỏa ra cả căn phòng. Tất cả mọi người lan ra Thiện một cái wisdom
saving throw. Oh. Là đây chúng 20. Là với Fiona chúng 20. ok, 10 vừa đủ. Nhưng mà có cái 6 và cái 1. Tại sao như thế? Đó, nào. Oh, Judas, có một cái vầng hào quang xanh từ viên đá này khi mà nó thổi qua, nó ám vào người. Nhưng mà hiện tại chưa thấy vấn đề gì cả. Cái outer, khi mà cái vầng hào quang này nó qua, cả outer và tất cả mọi người còn lại thấy là cái phần da của outer có cái gì đấy nó cứ lồi lên rồi nó di chuyển, giống như là có những con sinh vật ở bên trong dưới da. Nó bò dần lên từ cổ lên má xong lại xuống. Hiện tại chỉ có thế thôi. Giết nó đi. Điều đó. Arthur thấy thế thì đang cầm cái hộp của nhà khúc hộp viên đá vậy. Mày nằm im luôn đấy các bạn. Khi mà cái hộp đặt một viên đá đóng lại, nhưng mà cái phần đóng nó vẫn chưa được hàn hoàn toàn lại. Mọi người nhớ là cái cô tiến sĩ này cần phải qua một cái bước để hàn nó lại, làm phép này seal nó lại. Hiện tại cái ánh sáng đấy nó vẫn tỏa ra và làm sáng cả cái hộp. Cái hộp bây giờ đang có ánh sáng xanh. Ở bên ngoài thì có tiếng cảnh vệ bảo vệ. Chuyện gì trong này thế? Thằng Frisco đâu rồi? Ê, mở cửa. Mày ra kia xem cái tiếng vỡ gì kia, thằng kia. Ok. Mọi người đi đâu? Silomina trước đó. Bardic Inspiration cho Outer và Fat. Hiện tại bây giờ cái di chuyển là quan trọng rồi. Mọi người đi đến đâu, Thiện bảo dừng là phải dừng. Nếu mà trigger ai nhìn thấy thì không có rụt cổ lại được. Rena vừa mới đi ra đây. Rồi đừng ạ. Thấy thanh niên này đang nhìn cái chỗ kính bị đập đang, và ngước mắt lên nhìn thấy Rena. Ê, mày là đứa nào? Ra xong đây, cái ông trước. Ok, ăn tiện cái đòn tấn công. Đầu tiên là Rena chạy xong tới, cầm một tay, cầm cái gậy đánh thẳng vào người đầu của Ligak. Ok, đánh đi. Một phát rất mạnh, nhưng mà có vẻ là hắn vẫn đã kịp mà đưa một cái cánh tay này lên đỡ được đôi chút và không bị sát thương chí mạng mà bị thương rất nặng. Và sau đó Rena ngay lập tức phải vào người của Ligak, bởi vì Rena là có thể đánh được đòn tay. Bốn sắc tử. Rena sẽ dùng một quarterstaff tay đánh vào và sau đó một bốn nữa dần để tấn công tay dù tay phải đánh vào người Ligak. Ok, là hiện tại. Thiện đang tìm lại cái số của những ok. Phát đánh này thì nó vẻ là nhờ sự may mắn nào đấy, hắn đang đau ở phần tay và đầu đang che, là cúi xuống không phát đánh không trúng. Bây giờ có vẻ là tất cả mọi người đang rơi vào không hẳn là combat, mọi người vẫn có thể chạy, nhưng mà chúng ta cần tính xem là ai đi trước đi sau, nên là mình vẫn sẽ có initiative. Thiện sẽ có một cái nút để lăn cho toàn bộ mọi người cho nhanh. Rồi lăn một phát cho lính luôn chứ không phải lăn tách rời nữa. Init được lại D20. Oh, nice. Lính đi cuối hết. Outer. Thấy Rena vừa mới chạy ra hướng cửa đằng kia, đi qua cái chỗ phòng để đồ dọn vệ sinh và có tiếng bụp bụp. Bây giờ của em là move là theo feet bình thường hay là chạy vẫn là chạy bình thường như mấy combat bình thường. Một ô là 5 feet. I can cover to you feet bằng feet người tăng. Có thể dùng dash, cái hành động chạy nhanh để chạy nhanh hơn thì lên được thêm 30 feet nữa. À, không, I got you homie. Chạy đường chạy theo đường cửa. Ok. Philomena cho nhân vật đứng yên đi. Yeah, okay. Đứng yên. Outer di chuyển. Đến turn ai thì người đấy di chuyển rồi. Đây, em đang đến được bên đây. Em ok. Xong, em thấy thế thì rút cái light crossbow mình ra. Và thử con. Chết người đấy. Qua vai của Rena và trúng vào cổ tên lính này. Và hắn ngã xuống. Arthur có muốn làm gì nữa không? Bardic Inspiration nãy cho ai ấy nhỉ? Cho Arthur. Ok. Từ ai là Bardic Inspire nhỉ? Ai dùng nhỉ? Philomena đúng không? Philomena dùng okay. Cho Arthur một cái. Ok. Arthur vẫn còn chưa dùng. Rena tiếp. Ok. Tuy vào cái tường. Em có thể dùng dash để chạy nhanh hơn, thêm được 30 nữa nếu muốn. Như thế thì không có lộ. Ok. Nó hỏi là hiện tại là bây giờ em là bọn em đã lộ so với bên lính đúng không? Bây giờ tự lộ hết rồi đúng không? Yeah. Những yeah. Ai nhìn thấy thì biết lính này không có thần giao cách cảm. Mọi người khác chỉ có nghe tiếng la hét thôi, chứ chưa biết là có bao nhiêu người hay là ai. Ok. Thế vậy Rena đi đâu? Đúng.
nếu mà đang chỉnh thêm được 6 nữa. Bên đến đây và cầm cái gậy chuẩn bị. Em muốn thủ thế à hay thế nào? Cầm đến đây và thủ thế thôi, chuẩn bị cầm sẵn cái gậy và chuẩn bị tấn công. Có nghĩa là muốn ready action để tấn công ai đấy ngoài lượt mình hay là thủ thế hay thế nào? Ok, thủ thế sẽ lấy cái dodge action. Hay rồi muốn làm gì? Cửa này thì hiện tại đang đóng và có vẻ là lính sẽ phải mất một lúc mới mở được. Có vẻ bây giờ lính bắt đầu huých rồi chứ không quan tâm đến là hỏng cửa hay không nữa, tại có tiếng động to quá. Ở đây là một cái lỗ ở trên cao, lỗ thông khí có thể chui qua, nhưng mà khá chắc là chui qua đây thì đến chỗ nhiều lính rồi. 2 ô còn 4 ô nữa. Có lính đứng ở phía cuối hành lang, vậy em có thể cầm con dao rồi em phóng hạt xuống được không? Dao thế rất xa, không đủ. Chỉ có giết côn ra bám đủ. Nếu mà giết người như vậy thì nó có cái gì? Giết người á? Tất nhiên là có rồi. Lẽ là đây phải là một nhiệm vụ hòa bình, không chỉ là chạy thoát rồi, nhưng mà mình có thể nhân viên một người, mình có bảy ấy, mình có thể chắc là em sẽ đứng gọi là đứt ở giữa đây thôi, chứ giờ đâu có làm được gì đâu đúng không? Nếu có dash thì có thể chạy thêm 6 ô nữa. Nếu mà dodge thì là đứng né các cái đòn tấn công có thể đến mình. Chắc là không, thì em đứng đây thôi. Ok, Philomena, nếu mọi người chỉ có di chuyển chứ không có làm gì mấy thì cứ tự di chuyển thôi. Philomena sẽ đi lên đây. Ok. Dùng comment vào tên lính đứng ở trước mặt để cho nó nhảy bổ vào cái tên lính ở đằng sau đó. Cái này hơi khó, cái này hơi khó một chút. Đây là một cái ống, cái ngay chỗ này là một cái ống thông khí ở bên trên cao mà Philomena thì đặc biệt là đối với một người cao bình thường thì nhìn thấy Philomena sẽ phải nhảy lên, có thể nhảy lên người Judas. Nhảy lên người Judas thì chắc là phải athletic à? Không, trèo lên thôi. Trèo lên. Nhưng mà lát nữa Judas di chuyển là Philomena sẽ di chuyển theo. Được. Philomena trèo lên người Judas. Thấy thanh niên kia chưa? Thấy rồi. Rồi, comment vào đó để nó nhảy bổ vào cái thanh niên lính khác ở đằng sau. Dùng cái phép command đúng không? Command, đúng không? Cái phép command này chỉ được dùng đúng một từ để ra lệnh. Em dùng từ gì? Bạn dùng từ gì? Ôm. Ok, sẽ lăn cái wish save DC 13. Ok, sắp đầu anh nhỉ. Người đại nghe nhỉ. Có cái gì? Có đứa nào ở trong ấy? Ê, phá cửa nhanh lên. Hình như có ai vừa dùng cái gì lên vào đầu tao đau lắm. Thôi chết rồi. Judas ơi, chạy đi. Judas. Chạy thôi, chạy. Đừng quan tâm, chạy. Đi đâu vậy? Judas đang, để kéo ra nhìn nó dễ, đang ở bên cạnh của Philomena. Nói chung là Philomena đang ở ngồi trên lưng Judas. Tuyệt vời. Thiên cho tiện hỏi lại, ai đang cầm viên đá? Hình như Outer là người cuối cùng mà chụp cái hộp vào đúng không? Ok. Thế thì Outer. Kia em sẽ đi tới cái này gì? Thế em chụp cái shortbow cũng nhé. Bắn đi. Bắn qua người đồng đội thì có cái khả năng là friendly fire nhá, mà lăn thấp quá thì mới trúng. Không sao, sao trúng được? Yên tâm, ok. Rồi, phiêu một cái mũi tên bay một cái đường vòng cung rất đẹp qua đầu của Rena và bay đến kia. Nghe thấy tiếng hét á một gái ở bên kia, đầu kia cái hành lang chưa đủ để hạ tên này. Bắn được một lần rồi đúng không? Đúng rồi, hiện tại như vậy. Nào. Rồi, tiếp tay đi. Ok, tên này sẽ bắt đầu bước đến một cẩn thận. Ê, anh em ơi, có bọn đồ nhập ở đây này. Tôi sẽ giữ nó lại, đi nhanh lên. Hiện tại chạy áp sát Rena và đứng chắn hết cái chỗ hành lang chỗ này. Outer. Arthur bay đến. Những cái đòn cận chiến thì mọi người có thể thay vì là đánh chết thì có thể đánh ngất nhá, kiểu như là cầm cái kiếm thay vì đánh bằng lưỡi thì đánh bằng chuôi đập vào đầu nó. Mà các cái đòn từ xa như bắn cung thì rất là khó. Outer còn thể di chuyển một ô nữa, nhưng mà di chuyển xong thì cũng không còn action. Em cũng không còn gì. Bây giờ Rena lùi ra sau lưng anh. Arthur, bởi vì bây giờ ấy mọi người đều đang máu cực thấp, cực kỳ dễ chết. Cái này là con vương ấy, thì lùi ra sau Arthur đi, thì Arthur còn dùng cái action để đỡ đạp được. Rena đánh công gầy và đánh thẳng vào đầu của Ligak. Ok, hy vọng là lần này là Rena cầm cả hai tay và dùng gậy đánh thẳng vào đầu. Đánh đang vụt thì cái gậy nó va vào cái tường bên cạnh và ngắc lại. Đấm đá gì nữa không? Thấy đánh vụt thì Rena bắt đầu move qua một bên. Ok, còn bonus action đấm đá gì không? Đánh vụt đấy. Đánh hụt vẫn được, đánh hụt vẫn được. Chỉ cần đánh là có thể dùng bonus action để đánh tiếp. Thế thì Rena dùng tay đánh vào đầu của tư lĩnh. Đánh đi. Ok, chúng
tên này có vẻ vẫn cố gắng dựa vào một bên tường, vẫn đang đứng. Ơi, cứu với. Ôi, nó đông quá. Hay rồi. Ôi, thằng này hình như cầm viên đá đi này. Kỳ báo thơ. Hay rồi, nó là gì? Tối bây giờ không biết là đi không sao đâu, không chết người đâu. Chết đâu. Biết là thế nhưng mà vấn đề là giờ em không biết làm gì hết. Bắn thôi, bắn chết. Đi xin. Bắn. Mát hiu đi, không sợ. Chúng ta ở đây để. Em hay rồi chạy ra khỏi chỗ đang nứt vào phía bên trái xong rồi lùn qua Aether xong thẳng vô cầm bảo vệ ấy. Đánh đúng không? Đánh cận chiến đúng không? Có vũ khí. Đánh thẳng vô ấy cho không gọi là tay đi. Để đẩy ra thì đẩy ra hay nào. Ok, đẩy thì thường cần có sức mạnh strength. Yếu vẫn có thể đẩy nhưng mà khả năng thành công sẽ kém hơn. Bây giờ Hazel có thể làm cho Thiện một cái strength athletics, một kỹ năng athletics, đẩy ông ấy đi. Cái đấy là bấm ở đâu? Ở trong các cái kỹ năng giống như lúc nãy là perception, investigation các kiểu. Athletics. Ok. Thanh niên này sẽ lăn một disadvantage, phải đang rất đau rồi. 11. Với một phát đẩy của mình, lính này bị đẩy dịch sang một bên. Hazel vẫn có thể di chuyển 3 ô nữa. Em sẽ di chuyển chiếu. Ok, Philomena. Philomena sẽ trước hết là nhảy xuống khỏi người Judas. Xong rồi sẽ cast minor illusion ở đằng sau lưng mình, ở cái chỗ mà hai tên lính ở bên kia sẽ y vào thì sẽ tách phần sức mình đấy. Hình viên đá xanh bắt sau đấy. Ở vị trí nào? Ở trong cái căn phòng cũ ấy hả? Căn phòng cũ, ở cái chỗ mà hai tên kia đi vào cửa thì sẽ nhìn thấy, chắc chắn sẽ nhìn thấy. Là phải ra đây để cast vào đây đúng không? Đúng rồi. Ok. Rồi, cast được một phát. Ok, viên đá màu xanh hiện ra. Movement còn bao nhiêu nhỉ? Còn 4 ô. 4 ô. Judas. Em xin phép em có việc khoảng 10 phút em sẽ quay lại mình. Ok, Judas. Em còn 2 ô để chạy nữa. Rồi. Judas thấy trước mặt hiện ra một tên lính vừa đi qua chỗ rẽ. Vừa lao vào. Tấn công luôn. Hiện tại chưa tấn công được, đến lượt của em tấn công. Ở đây có tên xuất hiện ở đây. Ôi, chết mẹ, bị kẹp cổ. Hai tên khác thì đang vào căn phòng kia và đang nhìn viên đá. Hả? Đá vẫn ở đây mà bọn mày ơi. Ủa mà sao nó lại ở trên bàn? Ủa có 2 viên đá à? Hay 3 viên? Hiện tại thì tại vì gần như tất cả là mọi người đi cùng một lúc, Thiện có thể hỏi luôn là mọi người bây giờ muốn đẩy đi về hướng nào? Theo cái hướng mà mình đang đi này thì chắc là xuống dưới tầng 1 rồi, bởi vì đường này sẽ không qua đi được cà phê, trời qua rồi. Cà phê là ở bên trên. Thôi nghỉ thì chúng ta có thể đi vào cái hướng. Giờ mình đang ở cuối hành lang ở phía bên. Đây có đường đi à? Theo như Outer nói thì chúng ta đi xuống dưới hầm ở tầng 1. Bởi vì thật ra thì cái đường này thì tôi nghĩ là hình như nó không dẫn ra được cái cửa trời. Nếu mà dẫn ra cửa trời thì cũng được, để không rơi lên. Nghĩa là nếu như chúng ta đi ra cửa trời á thì đi hướng này. Thì đấy là từ hướng mà Jura đang đi đấy. Nếu mà ra phía tầng 1 á thì đi hướng này. Theo dòng mình nhau mà. Vậy bây giờ có một tên lính đang đứng ở giữa đường đi. Mọi người muốn đẩy hắn ra hay là gây sát thương lên hắn? Hay làm gì? Tất cả mọi người cũng tôi thì muốn đẩy hắn ra rồi. Đẩy ra thôi. Hazel đứng gần nhất. Hazel muốn làm gì? Judas. Hazel. Judas đang bị góc kìm, đang bị vẹt sang bước giữa hai người. Giờ là cũng đẩy cái người đó ra để cho Arthur là người đang cầm cái viên đá đi chạy trước. Cả Philomena, Brenna và Hazel có thể cùng đẩy cái tên này nhưng mà cùng ồ ạt chạy ra để Arthur đang cầm cái viên đá chạy tiếp. Tất cả mọi người lăn xuất hiện về athletics. Hazel, Brenna và Philomena. Ôi trời ơi. Rồi, vậy là đủ, hắn đã bị đẩy ra sang một bên. Đấy. Judas muốn đẩy hay đánh tên này? Đẩy. Đẩy đi, athletics. Đấy. Ừ. Đấy. Thường tiếc. Bây giờ mình sẽ đi tất cả theo nhóm. Tất cả mọi người có thể di chuyển 6 ô. Outer chưa làm gì, chưa đẩy ai, chỉ có lo cầm viên đá thôi, có thể di chuyển 12 ô. Thiên sẽ cho tên tất cả các tên lính một lúc. Tên ở đằng sau đánh Renna, tên ở phía trước đánh Judas. Thế này cầm một cái giáo chọt vào chỗ Judas. 7 đam. Judas 11 máu. Phải 14 máu. Xong đến phải trước. Rồi, từng lần lượt từng người lăn cho Thiện athletics đến khi có ai thắng được cần qua 10. Và đầu tiên nếu mà ai lăn thì cần qua 10. Rồi, Renna đã đẩy được. Mở đường máu. Philomena và cả Hazel, Renna đẩy rồi, xong đẩy hột đằng sau.
Tất cả những ai chưa đẩy thì có thể chạy 12 ô. Run. 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 Bao người này. Chúng ta di chuyển đi. Rất kìa. Khi mà Ren chạy ra khỏi tầm với của một tên lính thì hắn sẽ đánh với theo một phát. Ok, chắc là trúng rồi. Chính trúng rồi. 5 đam cho Ren. Khi mà Outer chạy qua một tên lính gác ở ngay bên dưới kia thì cũng bị đánh một phát. 12 là trúng không? 12 chắc không rồi. Outer giáp nhiều. MAC 18. Ok. Thằng kia đánh thì từ trong cái lớp áo vest nó có cái gì đấy nó rất lạ. Cong một tiếng. Surprise motherfucker. Surprise. Thảo nào trông cái vest này nó đổ sộ thế. Chú đợt Snake có chạy không nhỉ? Snake bị trọng thương, chỉ nói không? Một máu là đi được, một máu còn sống. Một máu là còn đi được. Máu là còn được, máu là còn đi. Ok, mọi người, tôi sẽ đi. Thế đi. Rồi, mặt bắt đầu lại nấp hơn. Khoan. À, mình sẽ bán thêm cái... ra cái top, top bow cũng được. Ok. Cày lắm rồi đấy. Cái... anh em hỏi chút là cái đường ở trên đấy là nó là đường ra hành lang chưa? Ở trên góc đúng rồi. Đúng rồi, phát cung này trượt. Hai tên lính ở cạnh Philomena sẽ một tên đánh Philomena, một tên đánh Renna. Chú Philomena trượt, Renna trúng và nữa ăn nhiều đam đẩy ra chết chắc rồi. Ba đam. Vừa quay đi quay lại cái sao tự nhiên lại ăn một đống đam vậy. Rồi tất cả mọi người nào chạy đường nào, chạy thẳng xong rồi cua gấp nhá. Lên mà nhảy thẳng vậy quá lẹ. Ở đầu tiên chạy sai disengage. Ok, thế thì chạy được 30. Vi đang nói gì à? Bây giờ em thực sự là bây giờ nhìn mọi người này học không an tâm. Em thả thằng đi để spill mọi người cuối cùng nhá. Outer thì đang cầm cái viên đá. Bây giờ Outer đang cầm viên đá. Tôi mọi người muốn đổi đá hay đổi ném với nhau? Đổi đâu? Để Outer ra đỡ đam bộ cho, tại vì bây giờ mọi người gần chết rồi. Tôi không muốn nhận được TPK. Nhưng mà bây giờ không cần ai đỡ đòn hết. Bây giờ người đỡ đòn thì là người sẽ ở lại miền Bắc đấy. Thế này sẽ ở đây. Bây giờ hai đứa đứng sau lưng Arthur đi. Cái 18 là trúng vào Judas. Đây là cái mà người này đánh. Phát này là trúng vào Judas. Nhận 6 đam. Phát đằng sau Philomena nhận. Philomena nhận 3 đam. Em tưởng là ông kêu mà. Judas đã rồi. Judas hiện tại đang nằm và sẽ có một cái mechanic là lăn death saving throw. Tôi ngửi thấy mùi gì không thơm đấy. Bây giờ lượt tất cả mọi người có thể đi cùng lúc. Reyna chạy tới chỗ này. Tấn công từ nhá. Bây giờ Reyna tôi chắc Reyna nên vác Judas chạy đi. Theo tính cách thì Reyna không được, sẽ không chạy được, sẽ không chạy mà lại cứu nên giờ chết chắc rồi. Ok, đánh đi. Tính cách nó thế không có cứu được rồi. Rồi đánh đi. Trượt. Rồi Undead trúng. Bị thương. Mọi người khác di chuyển tự làm gì? Philomena sẽ dùng Tasha Hit Hideous Laughter vào thanh niên lính gác ở sau mình, kể cho nó một câu chuyện cười nằm nhãi được là đấy. Kể có muốn kể câu chuyện cười không? Kể được hay thì cho nó disadvantage. Kể thực sự ra thì mọi người không phải lo cho ấy đâu, cho Arthur đâu, bởi vì Arthur của Second Wind. Hello anh, Arthur có một cái magic inspiration nhá, một cái 1v4 đấy. Arthur có nhiệm kỳ nhiều đồ để tự bảo vệ bản thân, nhưng mà phát vừa rồi mọi người chơi và tôi sắp thấy mình đi cái cây hơi không thể nhẹ toang rồi. Toang rồi, Arthur thấy thằng bạn chi hướng của mình bị đục cụp rồi. Lại phải chạy lóc cóc chạy lại. Viên đá có để lại đấy không? Hay là cũng cầm theo? Viên đá đưa vào tay Hay rồi. Chấm xanh là viên hay rồi đang cầm đá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 chạy đến đây. Thay vì kể chuyện cười thì sẽ lạch một tổn phát nhìn cho nó rất là buồn cười. Ok. Không nghĩ là ok, rồi, lần thử. Fail rồi. Hắn nhìn thấy thế, một đêm căng thẳng, xong rồi nhìn thấy một thứ tự nhiên chẳng hiểu từ đâu ra, lạch bạch nhảy. Hắn ngã lăn xuống đất, cười bò lăn một tỏi ra. Arthur thấy thằng kia đang bị mít rồi. Arthur làm gì? Bắn thằng cái thứ đá với cái ấy. Không trúng. Hazel làm gì? Hazel cầm viên đá kiểu vừa được ném viên đá xong. Xong nhìn lại hướng. Ấy họ vừa đi. Rồi sau đó nhặt lên lưng trước. Xong ôm viên đá hút thẳng vô tên lưng để chạy thẳng về phía đằng sau. Khi từ thiện quên cái này. Khi viên đá chuyển tay thì nó lại tỏa ra một cái vầng hào quang. Hazel và tên lính này cùng lăn cái wisdom save. Wisdom save. Ôi, tên lính này không sao ấy.
cũng không sao, không có vấn đề gì. Có vẻ như là mọi người thấy mỗi lần hay rồi nhận ra mỗi lần mà tác động mạnh vào viên đá nó lại tỏa ra một vầng nó lại tỏa ra một nguồn năng lượng như thế. Vậy từ giờ em làm gì với cái thông tin này? Em đang đứng một mình giữa một cái hành lang, có thể né được mình vào. Em cầm với anh em đủ fit chống bắn không phát không chạy vượt đứng đấy chắc thời gian gọi là đá 12 giờ chưa được không, kiểu gọi là có thể chắc thời gian được không, hay là cầm viên đá đặt đầu của ông tinh lính đấy. Muốn làm gì? Hiện tại không có cái gì để trách thời gian cả. Đang trong một cái nhà và thời trung cổ không có đồng hồ. Tại sao mọi người lại bỏ em lại với cái viên đá này? Em làm gì với nó bây giờ? Trong em chạy thẳng, em cầm viên đá, em chạy thẳng xong em hút gọi là cầm hút về cái tên lính đó để coi là có thể đẩy hắn ra được không, và tôi phải chạy về phía đằng sau ấy. Ok, huých bình thường không hay là kiểu cố tình tác động mạnh viên đá hay thế nào? Hay là huých cái này thôi. Hút cái tên lính thôi. Ok, rồi, athletics. Mày đi đâu? Đứng đấy. Em cầm là em chạy thẳng qua. Chạy thẳng qua tên lính hay là sao? Em đang muốn là đẩy tên lính đúng không? Hay thế nào? Ý định là gì? Kiểu để đẩy qua bên để chạy thẳng vào cái cuối đường đấy. Tên lính thấy là em đang chạy đến và đẩy nó, hắn đứng chạm chân ra và đứng nguyên tại chỗ, có vẻ là không bị lay chuyển. Đứng lại, đầu hàng đi thì sao, giao nộp lại đồ ăn trộm đấy. Từ giờ em còn hành động không? Không, hành động của em đã là đẩy rồi. Không. Cái tên đang cười thì vẫn tiếp tục cười. Cái tên đứng cạnh Reyna bây giờ đứng đánh Reyna 12 trúng không? Một. Tên mà vừa đang đứng chặn Hazel thì đánh Hazel 16 trúng không? Hình như là trúng rồi. Đúng 2. Em nhận 5 đam lăn riêng. Tất cả mọi người nào hội ở trong phòng cafeteria làm gì? Đang có người trèo lên bàn, trèo lên ghế. Thanh niên cười lăn lộn. Thanh niên kia chưa. Outer cũng chạy vào đánh đúng không? Trốn rồi, hắn gục. Tầm này lên cứu ấy phát, lên cứu 15. Arthur cứu Fiona. Philomena tự cứu được rồi. Tên này đang cười, đang bị dính phép. Đang lăn lộn dưới đất cười, không làm được gì. Chạy luôn, chạy luôn. Magic Inspiration không dùng được cho Death Save đúng không? Được. Được thế thì phụt phát cho Judas. Ok. Hey, hear me. Bây giờ dùng cái gì để cho hay độ. Arthur đừng tách đi. Thì đấy, sắp chết cả team. Không phải. Đi lại đâu rồi? Đi. Bây giờ em có thể chuẩn bị mang vác Judas đi theo không? Được, nhưng em sẽ chạy thành nửa tốc. Dạ ok, em vác Judas chạy. Rồi, em chạy đi. Hazel, disengage, lùi ra sau lưng của Arthur đi. Hazel làm gì? Hazel lùi xuống. Rồi, disengage lùi xuống. Sau Fiona luôn. Còn ai còn hành động làm gì không? Nếu mà không thì giờ này sẽ đổi ca, đánh luôn. Chưa rồi. Arthur rút quạt này thì đánh đi. Đánh lại à? Ok, đánh luôn. Lost one hand. Mày đi. 16 hit. 16 hit. Hắn trọng thương, chưa chết hẳn. Còn ai làm gì nữa không? Bắn nốt. Bắn chết luôn. Đừng sợ tay mình nhốn máu. Here is just a one shot. Như đâu? Remember that. Là one shot cho người chơi nhưng là cả cuộc đời cho nhân vật. Philomena đã là thông cảm cho một vụ giết người. Finish him. Lên là vác người chạy lên đó. Vác người chạy lên đấy. Rồi. Philomena sẽ là người mà cố gắng lại khoảng vào cái offering của đàn ca để nó ngắn. Lại đẩy à? Đẩy thì strength, athletics. Tự. Còn nhớ lúc này không? Mình cứ để hoài là bị nó quay ra đánh chém phát chết đó. Đúng. Đẩy thì đấy rồi. Đẩy thoát cho nó ngã xong ai làm gì thì làm. Rồi ngã rồi. Đây là đẩy ngã. Đẩy ngã sóng xoài xuống đất. Rồi. Đây hai đứa máu tàn đấy không? Rồi đây là đánh cận chiến giữa Ivanfish nhé. Đánh cận chiến là người Ivanfish. Rồi đánh đi. Ai có cận chiến ra võ phát ra nó đi. Hazel có làm gì không? Có bắn hay làm gì không? Hoặc là chạy ngược lại. Không, Hazel không làm gì hết. Đừng cầm viên đá. Hazel không làm gì hết. Hazel chạy đứng
em bé nhỉ. Mũ của thôi thì nó không ngăn hẹp này. À cua. Tôi chờ. Tôi chúng ta quên một thứ rất quan trọng. Judas đang đi đâu rồi? Kệ đi. Cái này vừa bị đẩy xuống đất rồi lại đứng dậy lên thôi. Đánh Arthur một cái. Nát một, trượt. Nào tất cả mọi người nào. Phát này. So close. Phát này. Anh ơi, cái này em múa tí. Ờ, múa đi. Múa đi. Một cái là khiên. Anh khiên một cái là kiếm. Múa phát hiện dùng cái để giấu khiên để đỡ phát thôi. Mày đi. Rồi, đi. Mày đi. Vừa nãy bị Philomena chạy qua, huých một chân cái ngã sõng xoài ra. Vì là Arthur giơ kiếm chém từ trên, à giơ quạt chém từ trên xuống. Gạt đã đi. Đằng sau thì có vẻ lại có tên đuổi đến. Rồi xong. Cái lũ làm gì? Đường thẳng cánh cỏ bay đây rồi. Arthur. Arthur bảo kêu không? Thôi thì kia Philomena cầm từ nào đấy. Thanh niên đợi đằng sau. Đánh đúng không? Chạy lên thì sẽ bị đánh với nhá. Reyna chạy lên sẽ bị đánh với bằng reaction nhá. Hoặc trừ khi disengage. 15 đúng không? Nít ra đi để cho mọi người để chiến thắng trước đi á. 15 không trúng. 15 không trúng. Có quá nhiều người đứng trong hành lang. Thắng chưa? Bye bye. Hay đồ. Giờ đánh không? Hay đồ, hay đồ. Các chị chạy đi em kết ra chạy hết đi thật. Hay đồ. Tay tay được quá. Hay đồ. Hay đồ. Hay đồ dùng chạy. Chạy là chạy 60 feet đúng không? Chạy rồi. Chạy thẳng. Bye. Đây, đến đây. Chạy đến trước một đoạn đi. Không. Disengage rồi chạy. Cứ đi em kết. Rồi, disengage rồi. Thế thì Arthur chạy lại vào à? Chạy lại vào chặn đường hay làm gì? Ăn ngủ lại một ít, ăn ngủ lại một ô. Rồi. Đội hình đã sẵn sàng. Vào đây, come here baby, come here. Rồi, trượt, tên mọi người. Lại gì cái học tin. Thôi. Người đánh này, người đánh. Nhưng mà em dùng cả hai tay cái quạt. Trượt. Hai giờ bắn con kìa, hai giờ bắn con kìa. Hai giờ bắn đi, hai giờ. Hai giờ đang cầm viên đá, bây giờ có thể cầm được cái gì đó để bắn. Cứ tưởng vẫn là cái... Philomena vẫn cố gắng cầm cái spoon. Thế rồi mọi người, không thì mọi người cứ lùi hết vào trong ấy đi, tôi chơi move tầm để cứ lùi hết vào trong ấy. Rồi trốn. Bắn lên trần nó nảy lại rồi đầu đánh lên kia. Piu piu. Còn Judas vẫn có thể dùng action để chạy thêm 15 nữa. Dash thì là gần đây. Hazel chạy hay làm gì? Chạy đúng không? Bây giờ nhiệm vụ chính đá đi chạy ra ngoài đúng không? Đúng không? Đúng không? Vẫn cầm viên đá và chạy lên trên phía hướng cầu thang nhỉ? Hướng cầu thang để hướng lên cái tầng thượng ấy. Ok. Rồi, lên tầng thượng. Hazel nhìn thấy là cái cửa sổ trời đang ngay đấy rồi. Trông có vẻ là nặng, phải đẩy mới mở được. Hiện tại hay rồi vừa mới chạy đến năng hụt hơi rồi. Đến lượt sau. Tất cả mọi người còn lại cũng đều chạy hết đúng không? Outer. À rồi, từ từ cho tên lính này đánh một pha đã xong rồi đến Outer. Trượt. Rồi, mời tất cả mọi người. Mọi người chạy hết rồi đúng không? Chạy lại được. Mọi người là chạy được hết rồi. Philomena đứng vào cái cửa xem. Đó, cửa sở xong. Kính đúng không? Đúng rồi, cửa kính. Mọi người... Khi mà mọi người... mỗi một mình một người thì không đẩy được. Nhưng mà cái ba người cùng chung tay thì đẩy được nó lên. Một cái cửa sổ trời nó kính nó rất là zip, có vẻ là lâu ngày không được mở ra. Ra được một khoảng đủ to để mọi người có thể trèo ra ngoài. Thế sẽ xử lý nốt việc Outer. Outer sẽ disengage hay là cố đánh cho thằng kia ngất hay thế nào? Vừa vẫn tiếp tục disengage và chạy cho nó, kể cả nó đuổi em không sợ. Ok, vậy thì em sẽ mất 1, 2, 3 turn để lên được đây. Nó sẽ cố gắng đuổi đánh em 3 phát. 16 trượt, 8 trượt, 16 trượt. Rồi. Khi mà Outer đi lên thì vừa thấy cả nhóm đã mở được cái cửa sổ trời rồi và đã đang dần trèo ra ngoài. Một số người đang dòng dây xuống để trèo xuống tường của bảo tàng. Đang buộc nốt cái dây vào bụng của Judas để thả xuống. Arthur thì khi mà đến cầm cái dây Judas giúp, vì Judas rất là đạn, xong thả từ từ xuống. Cuối cùng xong khi mà thanh niên lính canh vừa đuổi đến thì Judas cũng nhảy nốt xuống luôn. Đây, cầm theo dây. Thế là Arthur cũng vẫn cứ thắt thằng đấy ở trên đấy, tiện tay quay lại hello, sau bắn ra là cơ sở. Vừa nhảy xuống vừa bắn. Ok, bắn đi. Rất màu mè nhưng mà trượt. Cũng đủ để gửi một cái thông điệp cho hắn.
ý là mày thử đuổi tôi, mày thử đuổi theo sơ bò em. Và như vậy mọi người đã chạy được vào phần tối của thành phố, đến được cái đúng cái điểm hẹn với cô tiến sĩ kia. Ngay lập tức cô ấy bắt đầu làm một cái ritual đọc sách phép để hàn cái hộp đấy lại. Mọi người thấy là ngay kể cả lúc từ lúc chạy đến đấy, cái hộp nó đã phát sáng nhiều hơn, dần dần từng cái lượt năng lượng nổi ra. Cô ấy nhờ mọi người giữ chặt cái miệng hộp lại. Thì cần tất cả mọi người, những ai mà giúp là để ấn cái hộp vào, không cho nó bị bung ra, lăn ra tiện cái strength thôi, không phải athletics. Cái quả trứng trong cái hộp này cố gắng là đẩy ra. Và với cái sự hỗ trợ của tất cả mọi người, cô tiến sĩ đã đọc nốt cái dòng cuối cùng trong quyển sách. Một tia sáng màu tím khác lóe lên xung quanh cái hộp này. Mọi người cảm giác như có những cái dây xích phép thuật khóa nó lại, và cái hộp đã không còn phát ra những ánh sáng xanh nữa. Cô tiến sĩ thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn mọi người đã cứu cho cả thành phố này. Màn xua trông thấy, không biết rằng khi nếu mà cái quả trứng này nở ra thì cái cảnh tượng kinh hoàng gì sẽ dễ gây ra ở thành phố. Thôi em còn chờ chút, mà bây giờ em sẽ đẩy người con hoa cổ ra và kéo mọi người bên này chạy, cho em bán cái này, có thể em bán quả trứng này. Không thôi, chúng ta đã giết hết một người rồi, một người vô tội rồi bây giờ. À, mọi người giết người à? Làm cái tội đồ. Tôi không biết phải cảm thấy chuyện này. Nhưng mà thôi được rồi, dù sao vẫn cảm ơn mọi người. Ok, bây giờ chúng ta đã cướp được chứng chạy với tổng tiền cướp được của người khách. Ê, Rich. Chào mọi người. Em mất 6 đồng vàng đúng không? Đã trở lại. Nàng công chúa đang tỉnh dậy sau khi tất cả mọi nguy hiểm đã trôi qua. Và mọi người đã trốn thoát được và đem cái hộp chứa quả trứng đem lại cho cái cô tiến sĩ để cô ấy khóa lại bằng ma thuật rồi. Bọn em lấy quả trứng chạy. Lấy quả trứng chạy. Lấy cả cái hộp với quả trứng. Dạ, lấy cái hộp quả trứng chạy. After credit, sau khi Ludas chạy rồi thì Arthur lúc này mới lộ mặt là một kẻ về cơ hiệp đọc chắc xin lỗi. Thảo sát à? Thảo sát à? Trời ơi! Khó quá! Nào, okay. Mới cầm cái hộp chạy thì Lumina lấy mẹ là lắm thẳng vào đầu ông. Vào đầu của ta. Rồi, thế giờ tạo xem á. Rồi đi. Rồi, anh thắc đi cho chúng không? Anh roll à? Anh roll luôn à? Ok. Roll luôn. Cho chúng không? Rồi là mình roll cái death save. Tấn công. Không đòn tấn công. Tấn công quá. Mọi người cứ tự lan đòn tấn công so với giáp của nhau. Rồi. Lạc. Cô tiến sĩ vừa cảm ơn mọi người thì gì nhỉ? Từ Rena giật cái hộp chạy đi. Outer cũng lại đấm Rena. Đấm Rena giật lại cái hộp. Một của tao, Philomena, người một người tử tế cố gắng giúp, nhưng mà cái ná trong trời quá tối và sự hỗn loạn của mọi người là bắn thụt piu lên trời. Đấy. Hay rồi có làm gì không? Hay là cô lại đứng yên? Stay true with the character. It's okay. Cay quá. Sau khi bắn cho thành thì người biết chuyện chết chạy dùng dash chạy 60 feet chạy luôn lật vào trong màn đêm để tuổi. Thì sẽ tạm thời kết thúc cái one shot ở đấy và chúng ta sẽ để là after credit Outer chạy vào ban đêm cùng với cái hộp chứa quả trứng. Cô đang bảo là không được, quả trứng rất nguy hiểm, tôi phải bảo quản nó một ngày nữa nó mới không nở. Mất lớp bốn mươi tên đã được thành lập sau khi Arthur bán quả trứng đến một nơi rất xa nào đấy, trái biết cả. Và như vậy chúng ta sẽ kết thúc cái one shot bất ổn của chúng ta. Ok, thiện cảm ơn mọi người đã cùng chơi cái one shot hôm nay.
nhiều thời gian hơn là Thiện dự kiến. Mà hy vọng là mọi người đã đều có một buổi tối chơi vui vẻ với nhau. Cũng có thể là hiểu biết thêm một chút về D&D. Vui nhé. Rất cảm ơn Thiện. Rất cảm ơn Thiện vì đã host buổi ngày hôm nay. Cảm ơn Thiện. Xuống hầm thì bị con kia cắn. Lên trên thì bị ba đứa cắn. Cái thật. Quả đấy rung mắt nắm một may và không bắn trúng cái bà Daniel. Đâu, bắn trúng cái cô bên khảo cổ á, một bắn trúng bà. Thấy bà Daniel đấy. Nói chung bắn trúng bà chắc được. Niềm hy vọng cuối cùng. Bài. Sau khi đấy chúng ta sẽ được dẫn đến một sự ghét hạ nghiêm khác của anh Thiện bằng cướp 40 tên vụ cướp trong tuần. Okay. Thì hy vọng là mọi người cũng là có một thời gian vui để chơi game Roll20 trên mạng này. Game D&D trên mạng trên Roll20 này. Mọi người có thể là tiếp tục tìm các game online khác, server này cũng như server khác. Server này thì mọi người hay post ở Game to Player. Cũng có thể chơi offline. Thiện thì nghĩ là online thì nó tiện, nhưng mà chơi offline thì nó vẫn có cái dynamic nó hay hơn. Nói chuyện cũng dễ hơn chứ không phải quá là nhường nhau. Đó là một cái game D&D mà Thiện thấy là nó nặng về việc là mọi người xử lý tình huống hơn là combat. Cái combat về sau gần như là chạy thôi, không đề gì cả. Cái đấy là tùy cái gu sở thích mình muốn chơi game mà vào dungeon, vào ngục đánh quái nhiều hơn, hay là những cái game mà cần phải nói chuyện nhiều để tìm hiểu giải quyết trộm cướp như thế này. Nó tùy mọi người. Mọi người có câu hỏi gì cho Thiện không, hay có nhận xét gì không? Lần ba cái đấy 20 ơi, lần ba cái đấy 20 ơi, hai bốn cái đi. Có một cái Bardic Inspiration nhé. Rồi, D6 actually. D6. Em ấn vào chữ Death Saving Throw ở trên cái tờ thông số của em. Death Save. Death Saving Throw. Nó sẽ ở bên dưới máu một tí. Rồi, hai cái fail. Tiếp. Lần tiếp. Một fail đã đi luôn. Một fail đi luôn. Tổng 3 fail là chết. Tổng 3 success và sống. Là đi. Ấn tiếp. Một phát thôi. Đến khi nào đủ 3 success hoặc đủ 3 fail thì thôi. Chết rồi đó. Cay quá. Cuối game một nhân vật chết một phản bội. Anh nói làm nào là như thế. Còn hai tên lính của tôi chết thì sao? Thôi rồi, xin lỗi. Nói đi. Nhưng mà cuối cùng thì game hôm nay mọi thứ rất hay, nhưng mà có một cái là kiểu có thể là do mọi người ở trong role nhiều nên là em bị hơi thiếu support. Em xin nói rất nhiều nhưng mà chỉ đến tận gần cuối game em mới được nói chuyện một chút, là cái đoạn bàn hoạch về lên đấy, còn đâu là gần như là em không có đất diễn gì cả. Ok, vậy anh sẽ rút nghiệm cho những game về sau. Game hôm nay là có vẻ là nhiều đoạn là từng nhân vật đi một chỗ quá, nên là mình phải chia cái thời gian trong game ra cho từng nhân vật. Thì mỗi người, thời gian của mỗi người sẽ bị ít đi một tí. Tại đấy thì mình nghĩ là kiểu là tới bất luận từ chơi online ấy. Nhưng mà có một cái là một DM của mình làm là kiểu là ví dụ khi mà vào phòng ấy thì chia ra là kiểu hỏi trước luôn là nhóm nào đi với ai và đi làm gì. Thì sau đó thì pause rồi là ví dụ như là tập 10 phút hay chẳng hạn, xong rồi nói về cái nhóm này, sau đó dùng lại. Trong khi đó thì nhóm kia thì đang làm gì, kiểu đan sen lẫn nhau ấy. Như cái lúc mà đoạn mà Zena đi xuống dưới gặp con Mimic thì đúng là nó hơi dài thật, kiểu may mà theo dõi là lúc sau mình vẫn còn nhớ là lúc đầu Outer đang còn buôn chuyện với cả bà trợ lý. Cho mình quay lại nó kiểu bất lợi của việc đoạn đấy Thiện nghĩ Thiện vẫn có thể xử lý một cách tốt hơn, và lấy chia thời gian chưa hoàn toàn hợp lý. Ok, cảm ơn Vịt đã comment. Chung quy lại thì hôm nay là một buổi chơi game tuyệt vời và em ngồi cười rất nhiều. gì nhỉ? Jojo muốn biết bí mật không? Con khủng long đấy hoạt động được. em cũng biết. em cứ nhớ tới cái bộ phim là bảo tàng cái gì đó, bảo vệ bảo tàng ngày xưa em
hay coi ấy là bảo vệ bọn tập đêm. Nó có một cái viên đá. Nó có một cái viên đá tầm là tầm con khủng long. Đó là một con hạt động hay là tất cả các con hạt động anh? Chỉ cứ chính cái con T-Rex to nhất ở giữa, nhưng mà nó không tự hoạt động mà có một cái bảng điều khiển ở đấy. À, nhưng mà em đã quá xui để có thể gọi là lắc. Đúng rồi, nếu mà mọi người tìm được có thể quá có thể điều khiển con này luôn. Gọi là điều khiển mấy ông cũng dễ ấy, nên lấy viên đá nó dễ sẽ dễ hơn. Cũng có nhiều ý tưởng hay mà, như là đánh rơi mấy cái xương tiện tiện cho các ông ngồi nhặt đến khuya. Ui dồi, đẹp xem đấy. Chết mấy lần rồi. Công nhận là cái lúc đấy là một cái idea rất tốt để kéo thời gian cho mọi người để suy nghĩ thêm về cái gì để chạy thực sự cái viên đá đấy. Mọi người cháo cái viên đá đấy đúng y như mechanic của Indiana Jones là phải đặt viên đá khác vào thì nó mới không trigger cái trap, đặt một vật nặng khác vào. Còn nếu mà trigger thì nó xảy ra cái gì anh? Nó nổ bắn hết không? Trong là trong cái này thì là tất cả cửa phòng đóng lại và khóa chặt. Lúc này face talk kiểu chú đã là cái 20 kìa. Công nhận là hay thật của chú đã xoay cũng chấp nhận về với Kellenvor. Cái mà mọi người nghĩ lúc đầu cố lấy ra lúc mà cái gala vẫn đang diễn ra cũng được, nhưng mà thấy mọi người cũng có vẻ để lâu quá thiện cho cái áp lực thời gian. Thôi mà cũng có thể giải quyết theo hướng đấy nếu muốn. Phần thưởng hay gì đó, nào quên mà chết rồi còn thưởng gì được. Phần thưởng ấy thường thì nó là chỉ gói gọn trong cái one shot này thôi, nó là những người bạn chúng ta tạo nên trên đường đi. Có không những người bạn những người bạn có nằm cái thẻ đó làm kỷ niệm đó mọi người. Có nằm cái thẻ đó mọi người giữ một cái friends along the way. Muốn làm cái screenshot không? Tiện làm rồi. Ê, muốn xem thêm game D&D trộm cướp thì ấn vào đây. Trong vụ này thì các bạn newbie chơi người xấu luôn, chặn đường xe cướp, đánh chém như đúng rồi.